Chào mừng bạn đến với kênh Holic Audio. Mời bạn theo dõi bộ truyện Trường Ninh Tướng Quân của tác giả Bồng Lai Khách. Nếu yêu thích video hãy nhấn theo dõi kênh và để lại bình luận bên dưới nhé. Chương 36. Tử đấu. Ngay một chốc trước, Khương Hàm Nguyên vẫn còn là một thợ săn không đạt mục đích không bỏ qua, đuổi theo con mồi của mình, kiên nhẫn, lấy đó làm thú vui, xong chỉ ngắn ngủi đã đổi thành cô bị người ta săn đuổi. Khác biệt chính là, mũi tên cô bắn ra là mũi tên không đầu hưa bị bắn ngã còn có thể rời đi đến phiên cô sẽ không gặp may mắn như thế cô bị đám người xí thư bám chặt chạy trốn hai ngày ba đêm từ đầu đến cuối không thể nào thoát hẳn khỏi truy tìm cứ thế đi một mạch núi rừng và vùng nước chung quanh dần dần không thấy bất kỳ vết tích kẻ nào động qua vô cùng hoang vu cô biết mình đã ra khỏi cấm huyền vào vùng đất hoang hoàn toàn chung quanh núi hoang rừng giã thung lũng giao thoa, không một bóng người. Trên ngựa của xí thư có mang theo ít lương khô và thịt khô trong túi, là để bảo tồn thể lực cơ bản, cô không dám ăn hết tất cả, chia đều, mỗi ngày chỉ ăn một ít, còn lại không đủ thì dựa vào quả dại đỡ đói. Dấu vó ngựa, bài tiết, còn có dấu vết ngựa gặm ăn cỏ cây để lại trên đường đều tăng nguy hiểm bị đuổi vết cho cô. Hôm qua, gặp được một chỗ chân núi có rừng rậm cô bỏ ngựa, một mình đi vào xí thư và người của y tìm trong núi một ngày. Trong đám thủ hạ của y, có thợ săn yếu tú nhất có thể truy vết, nhưng cuối cùng chỉ tìm được thất ngựa vốn là của xí thư, còn Khương Hàm Nguyên sau khi vào núi, người hoàn toàn biến mất, rốt cuộc không tìm được bất kỳ tâm hơi. Lại một hoàng hôn buông xuống, cô tựa như một con mồi nhảy bén mà cảnh giác, luôn để đám thợ săn sau lưng lấy hy vọng, nhưng chờ đến khi đổi tới gần, lại phát hiện là ảo giác. Đã dòng dã hai ngày ba đêm, Nô khiếu nhìn lại con đường sau lưng toán người mình, hoang dã và thung lũng lặng lặng nằm trong sắc nắng chiều như máu tàn, gió thổi cỏ lay, không thấy nửa bóng người. Cảm giác thấp thỏm bất an trong lòng hắn trở nên càng thêm nồng đậm, không nhịn được lại mở miệng, dè dặt từng tí khuyên ngủ. Nam Vương, trời lại sắp tối rồi, mụ đàn bà nước ngụy này am hiểu ẩn tích, đến mai cũng chưa hẳn có thể tìm ra mụ ấy. Mụ ấy lại có thân phận cao quý, mấy ngày không về, người ngụy sẽ không mặc kệ, Tôi e là phía sau đã có người đuổi tới, còn trần trừ nữa, nhớ chúng ta bị phát hiện, vậy thì được không bù mất. Không ấy, thừa dịp ban đêm lên đường, về sớm cho thỏa đáng. Đại địch triều từ từ đã chiếm một mảnh đất lớn yêu vân trước kia trong tay tấn quốc đang chờ bổ sung nhân số, nhưng xem ra trong hùng tâm bừng bừng của lục vương tử, ấy chỉ là một bắt đầu, mục tiêu của ngài ấy là xuôi nam nút ngụy, khiến người Hán cúi đầu xương thần. Ngài từ lâu đã muốn tự mình vào nước ngụy một chuyến ở khoảng cách gần mà xem địa lý phong cảnh và vị nhiếp chính vương hiện giờ đang thực sự chấp trường triều đình nước ngụy kia. Cuối năm ngoái, được biết tướng thủ nhãn môn nước ngụy khương tổ vọng gà cô con gái nữ tướng quân thông gia với nhiếp chính vương, quyết thành luôn, một toán người chia ra cải trang, theo đôi bí mật nhập cảnh. Giờ còn không đi, trần trừ ở đây thêm một khắc, là thêm một phần nguy hiểm. Xí thư đứng cạnh một lùm tật lê hoang dã, hai mắt đăm đăm nhìn ngọn núi đối diện trong hoàng hôn, bỗng nói phóng hỏa, ta không tin cô ta còn không ra. Nô Kiền lấy làm kinh hãi. Không thể, việc này quá nguy hiểm, lỡ thế lửa dẫn người ngụy đến. Xí thư lạnh lùng nói. Chỉ cần có thể buộc cô ta hiện thân, các người đông như vậy, lẽ nào còn bắt không xong. Đừng nói còn có ta ở đây, giá trị cô ta rất lớn, đáng chịu bất kỳ mạo hiểm gì. Y quay đầu, mắt nhìn sau lưng, hư lạnh. Trời hoang đất giá, đừng nói chưa hẳn người ngụy có thể đuổi theo, cho dù thật sự ở phía sau, chúng ta tới tay lập tức đi ngay, đi đường hoang quanh co về phía bắc, bọn chúng có ba đầu sáu tay cũng đừng hòng đuổi kịp. Huống chi, trong tay chúng ta còn có cô ta. Lời hắn quả quyết, giọng điệu mang theo vẻ không được xen vào mảy may. Nô Kiền và đám người còn lại đều biết y ngày thường nói một không hai, y đã lên tiếng vậy, bèn không dám bàn lại, ngẫm lại, ngài nói cũng có lý nhất định, nhìn nhau mấy lần, theo lời hành động cuối cùng chọn một miệng núi dễ cho tháo chạy vòng vây xuống, trái phải đều là một đường, phía trước không xa, là một vách núi, bên dưới là thâm cốc. Ai nấy trên người đều mang theo mùi lửa, chọn xong chỗ trống, liền tách ra bốn bề, xuôi theo hướng chân núi châm đám cỏ hoang và tật lê dễ cháy. Lửa theo thế gió, phần phật cuốn liếm cỏ cây dọc theo vách núi, càng đốt càng lớn, thế lửa dọa người. Khương Hàm Nguyên đang ẩn thân lưng chừng núi, tìm được một chỗ bí ẩn tương đối an toàn, chờ mặt trời lặn hoàn toàn thì đêm nay xem như có thể nghỉ ngơi. Cô cần mau chóng nghỉ ngơi thật tốt, toán người xí thư như sói săn vậy, nghe mùi máu bèn không thể nào vùng thoát khỏi. Ba đêm trôi qua, lúc cô đang nghỉ ngơi cũng phải duy trì tinh thần khẩn trương cực độ, bất kỳ chút động tĩnh gió thổi cỏ lay gần bên đều khiến cô mở bừng mắt. Ngày hôm nay chúng đuổi đến gần, có mấy lần, thậm chí cô còn có thể nghe được tiếng nói chuyện của chúng theo gió bay tới, cả người càng không dám thư giãn mảy may giờ đây thoáng thanh tĩnh lại, cảm giác mệt mỏi và đói khát, tuôn ra ập đến. Lương khô đêm qua đã ăn hết, từ sáng đến cả ngày, cô chỉ tùy tiện ăn mấy quả dại nhìn thấy ven đường, trên người bây giờ chỉ còn một mẩu thịt ngựa khô cuối cùng. Bụng cô đói kêu thành tiếng, ngồi trong chỗ hõm vào vách núi định qua đêm đêm nay, lấy thịt khô, gặm mấy miếng. Không nỡ ăn hết, cũng không dám ăn hết, không biết xí thư sẽ còn đuổi theo mình bao lâu mới có thể từ bỏ. Đây là chút nguồn tiếp tế thể lực sau cùng, không phải bất đắc dĩ, cô vẫn không muốn ăn mấy thứ vật sống như chuột núi. Cô tựa người vào vách đá, từ từ nhắm mắt, vừa chậm rãi nhai nuốt miếng thịt ngựa khô thô cứng, vừa chờ trời tối. Chợt nghe đỉnh đầu tiếng chim kêu to oang oác, không giống bình thường, có vẻ như dưới kia đã có chuyện lớn. Cô một hơi nuốt thức ăn xuống, giấu phần còn lại mang theo, lập tức mở mắt, nhanh chóng đứng dậy xem xét. Dưới chân cô một mảng lớn khói đặc cuộn lên từ bốn phía, được gió trợ sức, ngọn lửa nuốt chừng đám bụi gai và cây gỗ khô, lép lép bép bép, bép như thủy triều đang nhanh chóng lan tràn lên trên núi. Khương Hàm Nguyên cả kinh, không ngờ tên sĩ thư vì ép mình hiện thân, lại ra chiêu này. Khương Hàm Nguyên nhìn khắp núi khói lửa cùng lên, đứng nguyên tại chỗ một lát, đưa tay lấy màu thịt ngựa mới giấu kia, chậm rãi cắn một cái. Trung quanh và trên đầu cô, vô số chim bay thú chạy vốn đang dừng chân trong núi bị lửa chấn kinh ảo ra, đang nhao nhao bối rối chạy trốn. Cô ăn xong mọi thứ, dọc theo dài đường núi còn chưa bốc cháy tìm chỗ đặt chân, đi xuống. Vừa xuất hiện dưới miệng chân núi, hai bên đã thấy bóng người hiện thân, chặn đường cô. Cô dừng bước, dương mắt nhìn thẳng, đối mặt với ánh mắt lục vương tử bắc địch sĩ thư. Lửa hừng hực liếm ngọn núi đối diện, dần dần khép lại chỗ cô vừa đi xuống, rất nhanh nuốt chừng ánh lửa quăng trên mặt y, phản chiếu đôi mắt phát ra ánh đỏ, đó là ánh mắt hưng phấn cực độ không kịp chờ đợi của con thú đói khi cuối cùng đã tìm gặp được con mồi đã chấm trong lòng. Ta muốn còn sống. Từ miệng y phát ra một mệnh lệnh, đây là mệnh lệnh chắc chắn bắt buộc, trừ nô kiền vẫn còn tiếp tục đứng cạnh y, 11 thủ hạ còn lại đi tới vây quanh Khương Hàm Nguyên. Khương Hàm Nguyên cất bước, tiếp tục đi tới, xí thư đứng ngoài vòng vây cô, nhìn cô, mặt lộ ý cười đầy hứng thú tựa như đang quan sát vật trong lồng. Hai thủ hạ của y ngăn trước mặt cô, cản đường, tung đòn đánh đến cô. Y thấy cô dừng bước, vật lộn với hai người, sau lưng nhào thêm mấy người, sau lưng cô bị ăn một đòn cùi trò cực mạnh, người đáp lại, đổ ập tới trước, ngã xuống đất. Ý cười bên môi xí thư cảm đậm. Hai người đứng gần cô nhất cũng đầy vui mừng, một bước đuổi theo, đang định khống chế người hoàn toàn, Khương Hàm Nguyên trên đất chập xoay người, giơ cánh tay lên phía hai tên kia, vung ra song quyền đang nắm chặt. Hai vốc đất cát cô mới chụp giấu trong bàn tay toàn bộ văng ra, bay thẳng vào trong mắt hai tên. Hai tên la ầm, dừng bước che mắt, không thể mở mắt nổi. Tiếp đó, không dừng một chút, lúc đám còn lại chưa kịp phản ứng, Khương Hàm Nguyên từ dưới đất nhảy lên, mượn lực đứng trên không, lách người phá vây, bỏ lại đám người sau lưng, một chiêu rút trùy thủ, trực tiếp đánh tới si Thư đứng cạnh sĩ thư nô kiền lấy làm kinh hãi, không ngờ từ không lại sinh biến hóa. Ba ngày trước, hắn từng thấy thủ pháp cô dùng trùy thủ giết đồng đội mình, biết cô dùng đao cực kỳ thành thảo, lập tức đứng chặn trước người sĩ thư rút đao, vùng sống đao về phía cô. Dưới chướng của sĩ thư, xưa nay hắn dùng sức cực mạnh mà xương danh, đao lại cực kỳ nặng nề, một đập này lực rất lớn, đâu chỉ là thái sơn áp đỉnh. Khương Hàm Nguyên dùng trùy thủ cản đao, bị chấn động đến hổ khẩu chảy máu, chủy thủ không giữ nổi thoát khỏi tay văng ra rơi xuống đất nô kiền một cú thành công thấy cô nhỏ tới thanh chủy thủ hiển nhiên còn lại nào cho cô cơ hội thứ hai chạm đến chủy thủ xông tới đá bay đi nào ngờ nửa đường cô đổi hướng buông chủy thủ thật ra sở dĩ khương Hàm nguyên vừa rồi dùng chủy thủ gượng đỡ sức đau thà bị chấn động đến hồ khẩu chảy máu cũng không né tránh mục đích chính là dùng chủy thủ lôi kéo sự chú ý của tên này cơ hội vừa tới cô không hề dừng bước, trực tiếp dũng mãnh vọt tới trước, nhào đến xí thư lần nữa. Nô kiền giờ mới hiểu, mình chỉ là vật thế chấp, vừa sợ vừa giận, muốn hộ chủ, tới đã không kịp, dương mắt, nữ tướng quân ngụy quốc này đã tới trước mặt xí thư. Đợi nô kiền quay lại, đám kia cũng rối rít vọt tới, Khương Hàm Nguyên đã ở cạnh xí thư. Lòng cô rất rõ, chờ cho mình một chốc ngắn ngủi. Nếu cô không thể vừa đi vừa về mà khống chế đối phương, để toàn bộ người của y tiến lên chạm tới mình, chỉ có thể buông tay chịu chói. Chỉ có lấy cái chết phân kích, dùng tính mạng chụp liều cơ hội. Xí thư hiển nhiên còn chưa kịp tình hồn hoàn toàn từ khoảnh khắc chắc chắn ban đầu, nhận công kích tàn bạo kiều ngọc đá cùng vỡ đến từ cô, phản ứng bị động, không cẩn thận bị cô phản công ngược vạn một tay, dí mặt xuống đất, trong phút chốc không thể nào động đẩy. Y cắn răng, thử mấy lần, cánh tay trái vẫn bị cài ra sau, xoắn cực xít sao, hoàn toàn không cách nào tránh thoát. Mục đích Khương Hàm Nguyên là đánh ngất y làm con tin. Thủ hạ y đã đến gần. Cơ hội còn chừa cho cô không nhiều lắm. Cô định dáng một đòn mạnh vào đầu y, nào ngờ, xí thư bỗng dưng hét lớn, ngẩng đầu bật ngực, ra sức va chạm, lợi dụng ưu thế người cao to, lại nổi đóa vì cánh tay bị khóa chết đau đớn kịch liệt, húc Khương Hàm Nguyên đang ở trên đổ ra đất. Tiếp đó, lúc Khương Hàm Nguyên nhanh chóng xoay người muốn đè lên, y lại thả người một lần nữa hút cô bổ nhào, đầu gối ép khóa cổ họng cô. Nét mặt y vì cánh tay bị khóa đau đớn kịch liệt vừa rồi vẫn còn vài nét méo mó. Y vừa tiếp tục khóa chặt hơi thở vị nữ tướng quân nước ngụy này, khiến cô không thể nào phản kháng, vừa quay sang đám thủ hạ quát. Lên, bắt lấy cô ta. Ngay khi y xoay đầu gọi người, Khương Hàm Nguyên đột nhiên nhấc cánh tay, rút một cây châm từ búi tóc trên đầu y, đâm vào cổ họng y. Châm là cây châm đồng phổ thông, đầu châm không bén nhọn như chỉ thủ nhưng dưới lực mạnh, đủ để đâm thủng ra. Cổ họng xí thư đau nhói, máu chảy ra, người vì thế mà khựng lại, Khương Hàm Nguyên lập tức thoát thân, biến khách thành chủ, một tay bóp họng y, tay kia cầm châm, đầu châm đâm vào da thịt nơi cổ họng y. Dẫn ngựa, cô quát, biến cố đột ngột, nô kiền và đám còn lại đứng quanh, không dám tiếp tục tiến lên, cũng không ai ra dẫn ngựa, tất cả đều nhìn xí thư. Xí thư cắn răng ngươi chạy không thoát đâu. Vậy thì thử xem, hôm nay cùng lắm thì đồng quy vu tận cùng Nam Vương ở đây, ta cũng không lỗ. Thất vọng và phẫn nộ to lớn, khiến mặt xí thư méo mó. Y dùng sức muốn thoát thân, Khương Hàm Nguyên không chút do so dự, cánh tay cầm châm lại dùng sức ép chút nữa, máu lập tức gì từ mũi châm trào ra. Nam Vương coi trường, Bọn nô kiền thấy thế kinh hãi, dối rít hô to. Đầu châm trong tay ta mà xuống thêm nửa tấc là khí quản của ngươi đấy. Lục Vương tử, mạng ngươi quý giá, ta khuyên ngươi nên tiếc lấy. Chết rồi, đừng nói chuyện khác, Phổ Nam Vương của ngươi cũng dễ lọt vào tay người. Khương Hàm Nguyên bình tĩnh nhàn nhã nói. Lửa núi càng đốt càng lớn, lửa lớn rừng rực, nhuộm đỏ cả bầu trời kế cận, nóng cả da người ra, cuốn xoăn cả tóc. Xí thư cứng đờ, siết chặt nắm tay, ánh mắt lóe không ngừng. Bọn nô kiền mồ hôi nóng cuồn cuộn, đến thờ cũng không dám quá to e là kinh động đến nữ tướng quân nước ngụy này nếu châm trong tay cô ta vào tiếp nửa phần chỉ sợ hôm nay nam vương thật sự khí tuyệt tại đây muốn tìm cơ hội cứu chủ đối thủ lại là kẻ lão luyện chinh chiến trên xa trường trên tay không biết nhúm máu biết bao nhiêu làm sao có dịp tùy tiện để bọn họ lật kèo ngay lúc rằng co đột nhiên bên tai truyền đến một tiếng gầm đầy phẫn nộ gần như muốn chấn động sơn cốc đám người quay lại nhìn thấy dưới chân núi nhảy ra một con mãnh hổ sặc sỡ bách thú xung quanh cướp đường tháo chảy, con mãnh hổ này hẳn cũng bị lửa núi bức kinh động, đột nhiên bắt gặp người, cặp mắt lóe ra máu đỏ, đánh tới bên này. Bọn nô kiền kinh hãi, nó chạy cực nhanh, chớp mắt đã đến gần, người gần nhất đưa đao đâm tới, bị mãnh hổ quào một phát, móng sắc xẹt qua, giữa tiếng kêu gào thê thảm, ngực bụng người kia rách toạc, một đoạn ruột chảy ra. Lấy cung bắn nó. Nô kiền nghiêm nghị quát đồng đội, tự mình xông tới, một bên tránh mãnh hổ nhào xé, một bên ra sức ngăn cản, chưa được mấy chiêu, cũng bị con cọp kia cắn một cánh tay, xé ra một khúc da thịt. Nô Kiền bị buộc phải lăn xuống đất né tránh, con cọp gào thét, tiếp tục nhào về phía Khương Hàm Nguyên và Xí Thư. Khương Hàm Nguyên nào ngờ sẽ phát sinh tình huống bất ngờ này, bất đắc dĩ buông tay thả người, lách mình né qua. Lúc này Nô Kiền bò lên, đồng bọn mang cung vào tới trước mặt Xí Thư, gấp rút xếp hàng, bắn con mãnh hổ mấy mũi tên sắc bén mà mạnh mẽ không ngừng bắn tới mãnh hổ, thân hổ chúng mấy mũi, lúc này mới lui, chạy thoát. Ta không sao, đuổi bắt cô ta cho ta. Xí thư vẫn chầm chập nhìn Khương Hàm Nguyên, bật dậy từ dưới đất, nghiêm nghị quát. chung quanh xí thư đều có người, ai nấy đều cầm cung, mình tay không tất sắt, không còn con tin trong tay, đã không còn khả năng ép buộc đột phá. Khương Hàm Nguyên chạy nhanh tới trước vách núi, ngừng lại, Cô ngoảnh lại. Sau lưng, xí thư dẫn đám người đuổi sát, một lần nữa, vây cô vào giữa. Xí thư thờ hồng hộp, đưa tay lung tung chùi lên chỗ cổ còn nhức nhối của mình, mắt nhìn lòng bàn tay nhuộm máu, chậm rãi dương mắt, chồng chọc, chọc nhìn cô gái đứng trước vách núi. Ánh lửa chiếu lên mặt cô, sáng rực rỡ. Khương Hàm Nguyên, hôm nay đến trời cao cũng giúp ta, người đã hết đường có thể đi. Y nhe răng cười lộ vẻ khoai ý. Khương Hàm Nguyên quay đầu, thoáng nhìn vực dốc đứng dưới vách đá, không chút do dự, thả người nhảy xuống. Bắt lấy cô ta. Xí thư hét lớn, bay người tới, đưa tay muốn chụp, lại chụp hụt. Y dừng trên đầu vực, cúi đầu nhìn xuống, chỉ thấy bóng kia như diều đất dây nhanh chóng lăn lộn dọc theo dốc đứng, rơi xuống, chỉ chớp mắt, người bị khối đá lồi ra từ vách đá che chắn, biến mất không còn thấy nữa. Xí thư nổi giận, văng lời thô tục, rút đao hùng hổ chém vách đá mấy cái, tué mấy đốm lửa tóc tai y bù xù, hai mắt rực đỏ, đi tới đi lui trên vách đá mấy lần, đột nhiên phát lệnh. Xuống đó cho ta, phải lục soát ra cô ta, sống phải thấy người, chết phải thấy xác. Vách vực tuy không phải hoàn toàn thẳng đứng lơ lửng giữa không, nhưng nếu không có dây thừng trèo xuống, độ dốc thế này, vốn dĩ con người không thể leo xuống, trừ phi giống vị nữ tướng quân nước ngụy kia mới rồi lăn xuống. Cho là lăn xuống không sao, song ai biết địa hình dưới thung lũng kia thế nào mạo hiểm quá lớn khả năng bình yên vô sự quá nhỏ nô kiền nhìn xí thư một đôi mắt đỏ máu lo lắng như lửa đốt không màng tổn thương trên người quỳ thụp xuống nam vương nghĩ lại đừng đuổi tiếp nữa nếu ngài còn không đi tôi e là sẽ đi không thoát hắn nói xong dập đầu bột bột mấy thủ hạ khác bên cạnh cũng nhao nhao quỳ xuống khẩn cầu xí thư thờ hồng hộp, đứng một lúc lâu tại chỗ lại nhìn dốc vực phía dưới mí mắt giật mấy lần cuối cùng, cắn răng nói. Đi. Nô kiền thở phào nhẹ nhõm, lập tức bò dậy, gấp rút tập hợp đội, một đao giết chết tên đồng đội đã bị hổ quào bị thương hiển nhiên không thể đưa theo, tránh lỡ bị bắt tiết lộ hành tung, xử lý xong, đang định rời đi, bỗng lúc này, nghe tiếng chó sủa mãnh liệt bên tai. Lại nghe, hình như có một toán người rất lớn đang tới gần. Chỉ là vì ban nãy tiếng lửa quá lớn át mất nên không cảm thấy thôi một đồng đội cưỡi ngựa đứng đầu của y đột nhiên như bị hóa đá, cứng đờ ngồi trên lưng ngựa, không nhúc nhích, qua mấy hơi, người ngã ngửa thẳng ra sau. Bịch, từ trên lưng ngựa cắm đầu rơi xuống. Chỗ ngực gã, một mũi tên từ phía đối diện bắn đến cắm vào thật sâu. Nô Kiền ngẩng nhìn, hướng đối diện chân núi, chừng mấy chục con chó tinh tráng sổ loạn, dưới điều khiển của ngựa nô, chạy sông tới. Trên đường, một toán người đang phóng tới, chớp mắt đã đến gần lửa núi hắt lên mặt người kia, trong ánh lửa, vẻ mặt lạnh lẽo chết chóc. Nô Kiền nhận ra được, tuy hắn chỉ ở xa xa trong đám đông âm thầm liếc qua thôi, nhưng khuôn mặt ấy, dù thế nào hắn cũng tuyệt đối không nhìn lầm. Chính là đương kim nhiếp chính vương nước ngụy, kỳ vương thúc thận huy. Sắc mặt hắn đại biến, quay đầu hô cuồng. Che chở thiếu chủ, đi mau. chương 37 Tạm thời để tống chung sao lục vương tử. Sao đưa tiễn khi người chết nô kiền giống xong, bản thân xoay người phóng như điên đến sĩ si thư, mới vọt ra hai bước, một người dáng vẻ như quan võ cận kề nhiếp chính vương lại dương cung, bắn tên về phía hắn. Lại một tên rời cung mà ra, nhanh như chớp, từ mấy chục trưởng, chỉ một nháy mắt, vụt tới. Phụt, đầu tên sắc bén cắm vào đầu gối chân trái hắn, xuyên thủng. Nô kiền ngã vật ra đất, vùng vẫy mấy lần, rồi lập tức bò dậy, một đao chặt đứt cán tên, lê chân bị thương sông đến cạnh sĩ si thư. Quan võ liên tiếp bắn ngã hai người, chính là tướng quân Cấm quân Lưu Hướng. Hôm đó, ông nhận lệnh đến Cấm miển đón Vương phi, dẫn theo người chia ra tìm khắp nơi, đi khắp những chỗ cô có thể đi nhưng mãi không gặp. Ngay lúc ông lo lắng thì nhận được tin hai thị vệ mấy hôm trước đi theo Vương phi. Thị vệ phi ngựa nước đại trên đường về, nửa đường gặp được người Lưu Hướng phái ra, bảo mấy hôm trước Vương phi theo săn một con hươu, càng đi càng xa, vì ngựa ngài là ngựa tốt khỏe hôm qua lúc rằng co đã bỏ rơi hai người họ phía sau, chờ đến khi đuổi kịp, đã hoàn toàn không tìm thấy ngài, dùng tiếng còi hưu liên hệ như đã hẹn cũng không thấy đáp lại. Hai người tìm kiếm một vùng, đến một vùng cạnh ngọn đồi thấp phát hiện một chỗ từng có dấu vết đánh nhau, trong lòng biết nhất định đã xảy ra chuyện, không dám chậm trễ bèn chạy về, cuối cùng gặp nhau ở đây, bẩm báo. Lưu hướng sợ hãi, đoán vương phi vô cùng có khả năng gặp nguy hiểm, không biết giờ đây ngài ra sao cấm huyền thật sự quá lớn, nếu phỏng đoán của mình là thật, nếu đi tìm chẳng có mục đích thế này, đừng nói mỏ kim đáy bể, mà thời gian sẽ không cho phép. Ông đang định phái người quay về đưa tin cho nhiếp chính vương, xin thiên môn ti phái thêm vài người biết tìm vết đến giúp đỡ, nào ngờ lúc này nhiếp chính vương đã tự mình từ sau chạy tới, Trần Luân dẫn theo người đi cùng, còn xua cả ưng khuyển săn mồi. Chó là chó săn được cung đình nuôi dưỡng, khứu giác rất nhạy bén. Một đoàn người không ngừng vó đổi tới chỗ kia, Quả thật, như lời thị vệ, trước ngọn đồi thấp kia đã để lại nhiều dấu chân người lộn xộn đánh nhau, hơn nữa, còn có một xác chết bị chôn vùi qua loa. Dưới bụng và ngực bị trùy thủ đâm vào, đoán rằng có lẽ người là bị Vương Phi giết chết. Người chết thân hình cao to, dẫu đã chết mấy ngày, vẫn có thể nhìn ra cả người đầy cơ bắp, khi còn sống tuyệt đối là một người lính hung hãn. Theo dấu chân mà thấy, đối phương ít nhất cũng hơn 10 người. Người chết đã vậy, người còn sống, hẳn vũ lực cũng sẽ không kém bao nhiêu. Mà Vương Phi lại chỉ đơn độc một mình. Ngài ấy chính là tướng quân, lại anh dũng hơn người, bị cường định vây công nhiều đến thế, muốn thoát thân, nói nghe thì dễ. Tình cảnh thế này, đổi lại bất kỳ là ai, cho dù dũng mãnh phi thường hơn người, lúc này tám chín phần cũng đã rơi vào tay đối phương. Lúc ấy lưu hướng đã được thông báo về nội tình của toán người kia, có thể là Nam Vương Xí Thư nước địch, con gái Khương đại tướng quân trấn thủ nhãn môn đối đầu trực tiếp với Bắc địch, nữ tướng quân Trường Ninh thanh danh hiền hách triều đại ngụy, còn có một thân phận mới, vương phi nhiếp chính vương đương triều. Nếu ngài thật rơi vào trong tay sĩ thư, bị nước địch dùng làm con tin, ngoại trừ an nguy cá nhân ngài, đối với triều ngụy là nhục nhã khó chịu bực nào, đối diện với lòng quan quân là đà kích trọng đại bực nào. Nghĩ đến khả năng này, ông lo sợ không thôi, mồ hôi lạnh túa ra sau lưng nhìn thấy nhiếp chính vương vẻ mặt âm trầm chỉ bảo ngựa nô xua đàn chó đông đảo người khắp hơi tàn xung quanh lập tức dẫn đội ngũ đuổi theo phía đầu này đường truy tìm quanh co ngoài ý muốn biên giới cấm nguyền là rừng già đi vào hoang nguyên chập trùng cỏ cây cổ thụ mọc ôm tùm đất hoang thường có gió tác, đàn chó cũng mấy lần mất phương hướng dựa vào nhân lực giữa cỏ dại mênh mang không dấu chân phải tìm vó ngựa và vết bài tiết còn sót lại trên mặt đất mới có thể tiến lên gian nan lạ thường có điều nhìn con đường từ đầu đến giờ, lại không giống như lựa chọn bắt được người mà chạy trốn gấp rút, mà như trước trốn sau đuổi hơn. Có lẽ, cũng có lẽ chỉ là suy đoán, Vương Phi chưa rơi vào tay đối phương, mà đang trên đường chạy trốn. Dù là khả năng nào, ngài cũng đang rơi vào nguy hiểm, bất kỳ lúc nào cũng có thể có chuyện ngoài ý muốn. Do đó, cả toán người như dùng hết ngày dài lại đêm thâu, chạng vạng tối hôm nay đuổi mãi tới đây, đang tìm phương hướng thì bỗng thấy một ngọn núi bị cháy kỳ quặc, dồn về một chỗ. Một tên này lưu hướng định bắn ngã đối phương, rồi hỏi tung tích Vương phi. Lúc còn trong quân tiễn pháp của ông xuất chúng có tiếng, trước kia còn từng dạy con gái còn bé của đại tướng quân. Tự tay phát tên, xuyên chân mà ra, tất nhiên lực đủ làm xương đầu gối vỡ nứt. Điểm này ông không hề nghi ngờ, song không nghĩ người này mạnh như gấu ngựa, cứng rắn chịu đựng một tên mà chạy trốn. Sau thoáng bất ngờ, Lưu Hướng càng thêm lo lắng cho Vương phi lập tức theo nhiếp chính vương, phóng ngựa đuổi theo. Thúc thần huy dục ngựa chạy vội tới miệng thung lũng phía trước cách đó không xa, mang theo người, từ từ dừng ngựa, dương mắt nhìn tới trước. Một người đàn ông tóc tai bù xù thân hình cao lớn tuổi cỡ sắp xỉ y đứng giữa mười mấy thuộc hạ trên trúc phóng lên lưng ngựa, cũng đang nhìn về toán người đang tìm phương hướng phóng ngựa gấp đến, giống như bên này, hai phe chạm nhau mặt đối mặt. Đối phương bất ngờ dừng ngựa, kéo cương ngựa cưỡi dưới người ngừng đầu vén vó, hí một trận hoảng sợ. Gã mới bị chúng gối kia dẫn theo ba tên giống như hắn còn đang xếp hàng dưới ngựa. Không chút dừng lại, liên tiếp bắn vút vút về phía này. Gã tóc tai bù xù kia cũng trổ tài cưỡi ngựa tinh tuyệt, ngựa bị dỏ vó chưa chạm đất, đầu ngựa đã bị y giật mạnh đổi hướng giữa không, trong sự che chắn của mấy thủ hạ, nhanh chóng chạy về phía kia chân núi. Hiển nhiên rằng, mấy người hàng phía trước muốn dùng mạng mình đổi lấy chút ít thời gian chờ cơ hội cho người phía sau chạy thoát. Lưu hướng phản ứng cực nhanh, ngay trước một khắc người kia xếp hàng đồng đội ra vẻ muốn bắn, rút đao phi thân xuống ngựa, cùng thủ hạ sau lưng nhanh chóng giàn hàng chắn trước nhiếp chính vương, dùng đao chắn tiễn. Mấy chục thanh đao bản rộng, hợp thành một tấm khiên thiết trắng xóa, kín không kẽ hở, đánh bật tên bắn tới rất sạch xuống đất. Cùng lúc đó, một đội khác cũng đuổi theo bảy tám người chạy trốn, đàn chó sổ loạn, như gió cuốn, đuổi tới sau đít ngựa, nhào tới cắn xé đùi ngựa, ngựa kêu thảm, dừng lại cất vó hỗn loạn định đạp bỏ đàn chó, mấy người ngã khỏi lưng ngựa lại bị đàn chó vây công. Tiếng kêu rên lẫn lộn cùng tiếng chó sủa. Một con chó nhào tới ngựa xí thư đớp vào bắp chân y, xí thư chịu đựng cơn nhức nhối, đá bay ra, trên đùi một mẩu thịt đẫm máu còn lủng lẳng. Mới hất một con, con khác nhào tới lại đớp chân y. Tiếp đó, lại một con nữa cắn lấy chân kia, y rút đao, chém cho giữ, ngẩng lên, thấy đại đội người ngụy đã từ hai bên vây tới, nhanh chóng xếp ngựa trận trận trước y. Trong chớp mắt, một cảm giác tuyệt vọng và sợ hãi thoảng như từ sâu trong lòng tràn lên chiếm lấy cả người y. Cảm giác đó, dù là lúc y một mình xông trận cứu cha giữa thiên quân vạn mã cũng chưa từng có. Y lắc người, đau khựng một nhịp, chó giữ bên kia tranh thủ tấn công cắn vào cổ tay y. Giang nành sắc bén cắm sâu vào da thịt, đau đến lạnh cả sống lưng, không còn nắm nổi đao, chèn rớt xuống đất. Nam Vương nhảy xuống núi. Một thủ hạ máu tươi đầm đìa thoát khỏi cho giữ, liều mình vọt tới cạnh y. Y run lên, tim bỗng chợt nhảy. Phải, đây là cơ hội duy nhất còn lại của y hôm nay. Hiện giờ dù biết dưới vực vạn kiếp không quay lại được y cũng chỉ có thể nhảy xuống. Cũng như vị nữ tướng quân, nhảy xuống còn có hy vọng sống sót. Nếu chết, thì đó chính là trời muốn diệt y. Y há có thể trở thành tù binh của người Hán, biến mình thành trò cười cho anh em sao? nếu thật sự bị bắt, sau này dẫu y có thể quay về, quãng đời còn lại cũng sẽ sống trong sỉ nhục. Sống như thế, không bằng chết đi. Y bỗng tỉnh táo lại, hất chó giữ đang cuốn cắn. Kế đã định, bốn người còn lại vẫn ngồi trên lưng ngựa người lập tức áp sát y xua chó giữ, vây y vào giữa, phóng tới vách núi cách đó không xa. Tên bắn như mưa, vút vút phóng tới. Rất nhanh người người trúng tên, một bị ngã ngựa, ba người còn lại che chở xí thư bỏ ngựa, dùng ngựa làm lá chắn cản tên, tiếp tục vọt tới, như gió lốc vọt tới trước sườn núi, ba người khoác tay chặt vào nhau, ôm chặt xí thư vào giữa. Bọn hắn là quyết ý dùng mình làm khiên thịt, bảo bọc Nam Vương ở giữa, nhảy xuống vách núi. Thà rằng mình thịt nát xương tan, cũng phải để Nam Vương có thêm một phần hy vọng sống. Bọn hắn là cánh tay và tâm phúc của lục vương tử, chẳng những là vì vinh nhục chính mình, mà toàn bộ gia tộc của họ cũng quấn trên người ngài nếu ngài ấy mất mạng ở đây, hoặc là rơi vào tay người ngụy, toàn bộ gia tộc bọn họ cũng bị hủy diệt theo. Không có lựa chọn, đây tất nhiên là lựa chọn duy nhất. Lưu hướng không chế mấy người vừa cản trở mình, nhìn ra ý đồ phía bên này, quay đầu dẫn người vào tới. Tay cung lại bắn tên. Một người xoay về phía này sau lưng chúng tên quá nhiều, không gượng nổi, vừa kết thành khiên thịt với đồng đội, đã chết, trượt ngã xuống đất. Còn lại hai người cuối cùng, mỗi người cũng dính trên dưới 10 mũi tên, sớm bị bắn thành nhím vẫn chưa ngã xuống, mất đi một động đội vẫn như chưa tỉnh, quả quyết xoắn chặt tay, một trước một sau, bảo vệ sĩ thư thật chặt chẽ, tiếp tục một hơi phóng tới vách vực. Lưu hướng dẫn người, lúc này đã đuổi đến chỉ còn cách ba người này 7 tám bước. Khoảng cách này, cung tên đã không thể còn sức bắn người, cùng lắm chỉ cắm vào thịt mấy tấc, còn người vẫn một mực tiến lên. Mấy con chó đuổi kịp, cắn xé mãnh liệt, hai người vẫn như vô tri vô giác. Lưu hướng chờ mắt nhìn hai tấm khiên bằng thịt tre chở xí thư ở giữa lao xuống, đến khi mắt chừng đến muốn nứt, nhiếp chính vương nãy giờ cho miệng rừng ngựa xem chiến bỗng giơ một tay về phía tùy vệ bên cạnh, tùy vệ lập tức dâng cung tên. Y nhận lấy, cài tên kéo cung thành trăng tròn, nhắm chuẩn, đột ngột bắn tên. Tên vừa vút rời cung, đuổi theo bánh xe người cách hơn 10 trượng phía trước, sức lực bành trướng, như có tiếng hồn gào thét, gió đuổi chấp giật, chớp mắt đuổi tới tâm bánh xe người, phụt, đâm vào tâm của người sau cùng trong tam giác, thủng ngực mà ra, xuyên tiếp ngực xí thư được bảo vệ ở giữa, lúc này lực đạo vẫn chưa tiêu giảm, tiếp tục cắm vào người ngoài cùng, mới dừng lại. Ba người bị một tên dính cứng lại với nhau, bất ngờ dừng tại chỗ. Người ngoài cùng của khiên thị, trái tim bị đầu mũi tên phá rách thành một lỗ đen sâu hoắm rộng chừng hai phân, sau mấy hơi gượng hết nổi, từ từ rũ người xuống. Tên kia cũng rũ theo, hai người cuối cùng mang theo xí thứ ở giữa không thể chạy thoát, cùng ngã vật xuống đất. Lưu Hướng lúc này cũng vào tới gần, xua lũ chó, thấy hai tên khiên thịt trước sau đều sắp chết, xí thư ở giữa hai mắt nhắm nghiền, như đã ngất, miệng tuôn máu không ngừng, người không nhúc nhích. mặt xí thư xoay về khiên thịt ngoài cùng, một tên này của nhiếp chính vương, nhắm vào ngực phải y, chứ không phải là trí mạng, vốn ý định giữ lại mạng y lưu hướng lên trước kho người đưa tay thăm dò hơi thở của sĩ thư quay đầu định gọi người tiến lên ngay lúc này sĩ thư đột ngột trợn mắt gầm lên giận dữ bộc phát lực mạnh lăn người mang theo cả hai người dính cứng trước sau với y lăn xuống vách đá lưu hướng giật nảy mình gấp rút phản ứng đưa cánh tay chộp lấy bắt được cánh tay trái của sĩ thư ba người rơi xuống vách núi nặng như hòn đá khổng lồ tất nhiên lôi theo lưu hướng lao xuống thế nhưng ông vẫn nắm chặt không buông phía sau mấy thủ hạ xông tới, kéo ông lại, khó khăn lắm mới ổn định người. Bàn tay xí thư đầy máu trơn, lại đang dẫy ruộng muốn thoát, rất khó bắt được, vừa trụ vững, lưu hướng liền dùng một sợi dây sắt dùng để trói người do thuộc hạ đưa tới, gấp rút quấn chết quanh cánh tay xí thư, không cho y cởi ra. Dưới vách núi, mũi tên liên tiếp xuyên ngực ba người kia không chịu nổi trọng lượng hai khối khiên thịt đã chết, hai người đưa xí thư lắc lư trong không trung mấy lần, lần lượt rơi xuống lăn theo vách đá, cuối cùng chỉ còn lại mỗi xí thư còn bị lưu hướng dùng dây sắt quấn cánh tay. Lưu hướng cắn răng, dùng lực kéo dây đỉnh tóm tên này về. Lục vương tử bắc địch lục, tóc tai rũ rượi, ngực đầm đìa máu, hai mắt đỏ ngầu, nghiến răng rồi bật cười ha hả Để ta dạy cho nhiếp chính vương ngụy quốc các người biết, ta đường đường là vương tử đại địch triều, có chết, cũng tuyệt đối không chết dưới mắt các người. Dứt lời giơ cánh tay kia, thình lình lôi trùy thủ y vừa lấy từ một khối khiên thịt, một đao chém xuống, một luồng máu phụt ra, chặt đứt cánh tay bị trói bởi dây sắt, người lập tức rơi xuống như hòn đá. Đá vụn theo vách đá dựng đứng lạo xạo rơi xuống theo y, trong nháy mắt, biến mất. Lưu hướng quát to một tiếng, tuyệt đối không ngờ nam vương nước địch lại ngoan tuyệt nhường ấy, không hề chớp mắt đã chặt tay trốn thoát. Ông sách đoạn cánh tay đẫm máu cột bởi dây sắt, người cứng đờ, mãi lâu mới hoàn hồn, quay lại thấy nhiếp chính vương đi tới, bèn quỳ xuống. Ti trước vô năng, không thể bắt được người, còn để y rơi xuống. Thục Thận Huy đưa mắt nhìn bàn tay cụt dưới đất, đi đến trước vách đá, cúi đầu nhìn nói: "Thôi, người ngoan tuyệt như thế cũng là hiếm thấy, rơi thì rơi, ông dẫn người xuống xem xét là được, xem rốt cuộc thế nào." Lưu Hướng nghe giọng y thật không hề có ý trách cứ bèn lập tức đứng dậy điểm danh toán người. Tạm thời không có dây thừng đủ dài, bèn đích thân dẫn người không dám chần chừ tìm chỗ dốc thoải hơn gần đấy từ từ trèo xuống. thúc thần Huy đang đứng yên nơi vách núi thì Trần Luân đi tới. Anh ta vừa ngựa không dừng vó, thẩm tra bốn tên thủ hạ có ý cản đường cho sĩ si thư. Hạ giọng nói. Đám này rất ngoan cố, dù dùng cực hình, một tên cũng không mở miệng, không nói tung tích của Vương Phi. Xem ra, trong đám, tên bị trúng tên ở đầu gối là thủ lĩnh. thúc thần Huy quay lại, dừng trước mặt đám kia chó giữ vây quanh gầm rú, đám người vừa chịu cực hình, ai nấy mặt trắng bệch, nhắm nghiền mắt, không nhúc nhích. Thúc thận huy nhìn người dáng vẻ khôi ngô nhất, chợt nói. Bản vương biết ngươi, nô kiền, ngươi là đệ nhất dũng sĩ thủ hạ của lục vương tử sĩ thư. Ta cho ngươi biết, vương tử sĩ thư cùng đường mạt lộ đá rơi xuống vực, đoán rằng không sống nổi. Bản vương xưa nay kính trọng dũng sĩ, đồng ý giữ lại mạng ngươi. Nếu ngươi bằng lòng bỏ gian tà theo chính nghĩa, Chắc chắn bản vương sẽ nghĩ trăm phương ngàn kế đón già trẻ lớn bé cả nhà ngươi về sống yên ổn ở Trường An. Trường An phồn hoa phú quý, hẳn mấy ngày vừa rồi ngươi cũng đã thấy tận mắt. Nước địch các ngươi có thể để người Hán làm quan, đại ngụy ta biển lớn thu trăm sông, lẽ nào không thể chứa nổi nhóm các ngươi. Ý ngươi thế nào? Trong mấy tên còn lại, có kẻ trợn mắt, thoáng nhìn nhiếp chính vương đại ngụy đối diện đang nói. Khuôn mặt trong trẻo hiền hòa, giọng điệu nhẹ nhàng. Nô kiền chẳng thèm nhích mi mắt nhổ tẹt một ngụm nước bọt đầy máu, lạnh lùng nói. Hai nước là địch, chúng ta đã rơi vào tay người Hán các ngươi, muốn chém giết muốn dốc thịt, cứ tự nhiên. Thuốc thần Huy không đổi sắc mặt, nhìn hắn một lát, bỗng xoay mặt bảo Trần Luân. Nếu vậy, theo ước nguyện của hắn, cắt đầu hắn, cho chó ăn, xem như tiến đưa lục vương tử. Lời buông vẫn giữ nguyên giọng điệu bình thản, không khác gì với lời mới chiêu hàng. Trần Luân đáp vâng, gọi mấy thủ hạ của mình mấy người tiến lên kéo Nô Kiền bị trói trong đám ra đè xuống đất. Nô Kiền ra sức dẫy rủa, trời ầm Một võ sĩ trên cầm đao rút đao gác trên cổ hắn bắt đầu kề cổ chém như cắt gà, từng đao cứ qua cứ về. cực hình thế này gây áp lực lên người xem còn kinh khủng hơn cả lăng trì. máu ồ ạt tuôn từ vết đao. lúc đầu Nô Kiền còn chửi mắng, dần dần không còn phát ra được tiếng, chỉ còn lại tiếng giày vò đau đớn. cứ thế mười mấy đao cứ qua cứ về, được phân nửa, người đã không còn tiếng động. Cuối cùng cả cái đầu bị cắt, sách búi tóc, ném vào đám chó giữ đang dục dịch muốn động kia. Hơn 10 con chó giữ tranh nhau cắn xé, đầu lăn qua lăn lại trên đất, chưa đến mấy lần đã bị sâu xé đến biến dạng hoàn toàn, cực kỳ kinh khủng. Sao hả, trong các ngươi còn có ai bằng lòng theo lục vương tử lên đường? Thúc thận huy đầy bình thản, quay sang ba người còn lại, hỏi ba người kia mặt tái nhợt nhìn nhau, thoạt đầu không ai nói gì. Trần Luân đưa mắt ra hiệu võ sĩ cầm đao, võ sĩ sách cây đao đẫm máu trong tay, bước lên kéo tiếp một người. Kẻ bị lôi ra rốt cuộc không kiềm được, lục tục công khai, đem việc cách đây mấy ngày toàn bộ kể lại. Lục vương tử vốn định lặng lẽ đi, vô tình biết được vương phi đang ở hành cung, bèn nảy ý. Thanh Mộc Nguyên trước nay mãi không thể đoạt lại, rất bất lợi với ngài, nên ngài muốn bắt người về tranh công, mới đi theo ngày ấy không nghe lời khuyên ngủ, theo sát không buông. Vương Phi đã chạy trốn ba ngày, đến hôm nay đuổi tới đây, hẳn cô ta đã lên núi, lục vương tử bèn cho phóng hỏa đốt rừng, ép cô ta xuống, nhưng cô ta rất quỷ kế đa đoan. Kẻ kia dừng đoạn, đổi giọng. Thông minh trí tuệ, bọn tôi cũng không thể bắt được cô ta, trái lại lục vương tử còn bị cô ấy bắt cóc, bỗng một con mánh hổ xuất hiện, lục vương tử mượn cơ hội thoát thân, cuối cùng vương Phi bị buộc đến dốc đứng, lục vương tử kêu gọi đầu hàng, cô ta không nói một lời quay đầu sang chỗ khác trực tiếp tự nhảy xuống lục vương tử muốn kéo lại mà không kịp không chạm tới hẳn lúc này cũng đang ở dưới kia nhiếp chính vương điện hà tha mạng sắc mặt thúc thận huy càng lúc càng nặng nề không đợi kẻ kia nói xong quay lại chỗ dốc đá cúi người nhìn xuống bọn trần luân vội đuổi theo thấy thần xác y đã cứng đờ cặp mắt tròng chọc nhìn xuống đáy thung lũng đen ngòm lửa chiếu không đến không khỏi kinh hãi trần trừ một lúc khuyên nhủ Điện hạ chớ quá lo lắng, vương phi cắt nhân thiên tướng, chắc hẳn. Toàn bộ người xuống dưới đó, lập tức, phải tìm ra nàng cho ta. Y đột nhiên nghiêm nghị cắt lời Trần Luân, xoay người vội bước. Cảm ơn bạn đã ghé thăm kênh Holic Audio, chương 38. Ngậm miệng, Trần Luân theo thúc thận huy nhiều năm, nhìn y từ an nhạc vương đến kỳ vương rồi nhiếp chính vương. Bình thường dù gặp tình cảnh trái ngang hay bất ngờ cỡ nào đều có thái độ bỏ nặng làm nhẹ, như chuyện Nam Vương Bắc Địch, nếu bắt sống tới tay được, sẽ là chuyện phấn khích cỡ nào, xong cuối cùng vụt mất, y cũng chỉ bảo lưu hướng dẫn người xuống lục soát trong môn từ cảm xúc không thấy oán giận hay tiếc nuối mảy may. Nói thật, là lần đầu tiên trong đời Trần Luân thấy y thất thố bực này, dùng giọng có kỉnh nói với mình. Có điều, Trần Luân cũng hoàn toàn lý giải được, thông ra với nữ tướng quân là chuyện lớn, mới cưới chẳng lâu, người đã hao tổn trong tay y, bảo y ăn nói với Khương Tổ vọng thế nào y đã vội vàng đi, Trần Luân biết y muốn đích thân xuống đáy thung lũng sâu, không dám ngăn cản, chỉ lập tức triệu đủ người đem theo, để lại một toán trông chừng, hẹn xong tín hiệu, lệnh tùy thời nghe lệnh mà động, cho toàn bộ đuổi theo, âm thầm chọn mấy người giỏi theo mình, theo sát. Sắp xếp thế cũng chả phải anh ta không tin nhiếp chính vương không có năng lực một mình đối phó với biến cố. Mà ngược lại, Trần Luân biết rõ, từ nhỏ ngài ấy văn võ song toàn, như vừa rồi kéo căng trường cung một tên xuyên ba người kia, cho dù là lính chuyên bắn cung trong doanh trại, người có thể làm được cũng chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Nếu trước kia y được gọi nguyện đi biên quận, hẳn giờ đây cũng là một tướng quân huyết chiến xa trường. Chỉ là vận mệnh đưa đẩy y vào vị trí khác, y đã theo số mệnh làm nhiếp chính vương đại ngụy, thân phận càng tăng gánh nặng, có nói liên quan đến vận tướng của đại ngụy cũng không quá. Y tuyệt đối không thể có sai lầm, vốn dĩ chuyện mạo hiểm thế này quyết không thể để y tự mình làm. Trần Luân không dám ngăn trở, chỉ đành cố hết sức sắp xếp. Dầu gì đến cùng tình cảnh dưới kia thế nào, chưa xuống đến, cũng chẳng ai rõ. Toán người lưu hướng dẫn đầu đã mở thông một phần đường, phía trước mấy dặm, dốc núi thoải dần, dần xuống được. Một toán khác cũng tạm gom được rất nhiều dây mây già trong núi, bệnh thành dây thừng, cưng cáp dai mềm, đủ chịu được sức nặng nhiều người trường. Dù dốc núi đã thoải, song bên trên lại bám một lớp rêu nhiều năm trơn trượt, cỏ dại cây gai chen nhau, cao không quá đầu. Hơn trăm người chia thành mấy cánh quân, giờ đuốc chiếu sáng, dùng dây cột nhau trước sau phòng trượt té, tìm nơi đặt chân, từng bước một, gian nan đi xuống. Mất hết một đêm, gần sáng, cuối cùng mới xuống đến thung lũng, lòng vòng tìm được khu vực chỗ vách núi kia đổ xuống. Trần Luân theo sát thúc thận huy, đứng dưới thung lũng, giờ đốt soi chung quanh. Lửa vẫn chưa nguôi trên đỉnh núi đối diện, khói lửa đầy trời xuống tới mới biết vách núi này rất hiểm trở, từ chỗ dốc xuống, đột nhiên hõm vào trong, nhìn nghiêng như một cung rẽ, vách cao vạn trượng, dưới bầu trời mù khói lượn lờ, nhìn như chạm trời, uy nghiêm áp đảo. Dưới đáy thung lũng ắt là xưa nay hiếm có dấu chân người, cây cỏ cao lớn che trời, dây leo bò quanh leo lên vách đá dựng đứng, vô cùng tĩnh mịch. Lưu hướng đã dẫn người bắt đầu sàng lọc giả soát, bắt đầu từ chỗ có khả năng nhất dưới chân vách núi, đào ba thước sau đó mở rộng phạm vi. Qua nửa ngày đến gần trưa, cuối cùng chỉ phát hiện ở một gốc cây cực lớn dưới đáy vực ở gần đấy dấu vết cành thân bị hao tổn và vài vết máu lưu lại chung quanh. Tiếp đó, cách đó hơn chục trưởng, tìm được một góc áo màu xanh nhiễm máu đã xác minh bị gió thổi qua. Ngoài ra, không thu hoạch được gì. Theo lời hai thị vệ, màu áo trùng hợp với y phục lúc Vương Phi xuất hành đi săn mặc trên người. Nhưng không gặp người. Tìm không thấy Vương phi cũng không thấy bóng dáng Sĩ thư, không biết vết máu là của ai để lại, Vương phi hay là Sĩ thư. Đến trưa, khói đập trên đỉnh vách đá vẫn chưa tan, mây mù lại dần dâng, che đá cả vách, tia nắng dọi xuống vẫn tù mù, trên không trung cho tàn than vụn còn sót lại hơi nóng không ngừng theo gió rì rào rơi xuống như mưa. Thuốc Thận Huy nắm mảnh áo vụn trong tay, sắc mặt siết căng, cực kỳ khó coi. Trần Luân nén bất an trong lòng, trần trừ một lúc rồi mở miệng khuyên. Điện hạ chớ quá lo lắng, xem tình hình này, lúc rơi xuống đúng là đã vướng phải nhánh cây, người hẳn sẽ không đáng ngại, đây là chuyện tốt. Vương Phi mạnh mẽ dũng cảm hơn người, lại rất nhạy bén, còn nếu là tên sĩ thư may mắn không ngã chết, cũng không xảy ra chuyện gì. Nghe như là đang khuyên nhiếp chính vương, thật ra chẳng phải đang an ủi chính mình sao. Cao thế kia mà rơi xuống, nửa đường chỉ cần bất cứ thay đổi tư thế người hay có hướng gió, đều thay đổi địa điểm rời. Nói thật, người vương phải tán cây cổ thụ kia chỉ là trùng hợp. Hơn nữa, người đó cũng chưa chắc là vương phi. Thúc thận huy không hé môi. Điện hạ, lưu tướng quân có phát hiện mới phía trước. Bỗng một tên lính chạy tới bẩm báo. Thúc thận huy lập tức bỏ rơi Trần Luân, gấp gáp chạy đến. Phát hiện giữa thung lũng có một khe đất nứt, mạch nước ngầm chầm chậm chảy, mặt nước rộng tầm 10 trượng đổ lại, nhìn thì thấy nước sâu không cạn lặng lẽ không tiếng động. Thảo nào ban nãy ngoài kia không nghe thấy bất kỳ tiếng động gì. Ngay gần mặt nước, mấy con chó dẫn theo người được mấy vệt máu sót lại, nhìn dòng nước sủa gọi một trận. Lưu hướng chia người thành hai nhóm, một nhóm lần theo hướng lối ra của dòng nước lục soát ven bờ, nhóm kia biết bơi, bao gồm bản thân ông, tổng cộng tầm 10 người, từ chỗ phát hiện vết máu xuống dưới nước, cùng với nhóm trên bờ, tiến hành lục soát đồng bộ dưới nước, phòng ngộ nhỡ bỏ sót. Ông dẫn tầm 10 người bỏ giày và áo ngoài, xuống nước, chậm rãi dọc theo dòng nước đi tới, chìm chìm nổi nổi. Đáy nước cuồn cuộn sóng ngầm, ánh sáng âm u, quá trình lục soát gian nan, sau chốc lát, vài người hơi kém dưới nước có phần không chịu nổi. Trên bờ cũng không có thu hoạch, Trần Luân chỉ hơi biết lội nước, đứng trên bờ lo việc, nhìn sang nhiếp chính vương, thấy ánh mắt y dán vào mặt nước xanh âm u, bỗng đưa tay tháo mũ, cởi đai. Anh ta biết nhiếp chính vương rất thạo bơi lội, lúc còn thiếu niên đi chơi bên ngoài thường lội qua sông vị, thấy thế, liền biết ý. Anh nhào tới quỳ xuống, ôm chặt chân y. Điện hạ, tuyệt đối không thể. Ở đây không phải là sông vị. Điện hạ thân thể ngàn vàng, sao lại đưa mình vào mạo hiểm thế này được? Hôm nay điện hạ ngài có chặt đầu thần, Trần Luân tôi cũng không dám buông để điện hạ đi xuống. Thúc thận huy tránh không thoát, mắt lộ vẻ tàn khốc, một cước đá văng Trần Luân, Trần Luân lăn lộn, ngã ngồi ra đất anh muốn ép ta vào chỗ bất nghĩa hả? À? Sống phải thấy người, chết phải thấy xác, là chuyện bàn giao tối thiểu nhất. Nếu không, ta lấy mặt mũi nào đi gặp Khương Tổ Vọng. Lời còn chưa dứt, một bước cười phăng áo ngoài, phóng người lên, biến mất vào trong vùng nước. Trần Luân lo lắng như lửa đốt, ước gì mình cũng xuống theo. Bật dậy từ dưới đất, khẩn trương chạy đến bên bờ quan sát. Thấy y và mấy người kia dọc theo dòng nước từ từ lặn xuống, rồi trồi lên nghỉ đôi chút, lại xuống, lại lên, lặp lại cả chục lần, nửa ngày tiếp theo lại qua nhanh, trời sắp hoàng hôn, ánh sáng nơi thung lũng càng thêm âm u, bao gồm cả y, ai nấy đều kiệt sức, cộng thêm chịu ngâm lạnh lẽo khó nhịn, không thể kéo dài đành lần lượt rừng lục soát lên bờ. Y đi lên sau cùng, ngồi trên một hòn đá hoang bên bờ, cả người từ đầu đến chân ướt chèm nhẹp, mặt tái nhợt, răng hơi lập cập vì rét. Trần Luân nhóm lửa sưởi ấm bên cạnh y, lại nhanh chóng đưa áo qua cho y và bọn lưu hướng lúc này toán người trên bờ đi ra xa đằng trước cũng đưa tin về là không thu hoạch được gì ai nấy tâm tình nặng nề nín thở không dám phát ra tiếng động y không nói gì ánh mắt nhìn đống lửa nhảy nhót không rời bất động trần luân thấy bóng lưng y nặng nề như tảng đá không dám khuyên gì chỉ đưa một bình rượu ấm qua thấp giọng điện hà uống mấy ngụm tạm sưởi ấm bỗng nhiên một tiếng rít nhọt mơ hù lọt vào tai y tiếng rít cực kỳ ngắn ngủi lại cực kỳ yếu ớt, chỉ một tiếng rồi biến mất. Mới đầu y tưởng mình nghe lầm, đưa mắt nhìn Lưu Hướng đối diện, thấy ông cũng đột nhiên dương mắt nhìn mình, ánh mắt do so dự như không dám xác định, đang nhìn mình xác nhận. Lúc hai người bốn mắt nhìn nhau thì tiếng động biến mất kia lại lọt vào tai lần nữa. Lần này, tiếng động dù vẫn xa xôi, song trở nên rõ mà dài, dường như một dài một ngắn, lặp đi lặp lại. Nghe như là từ phía vách đá sau lưng bọn họ truyền đến. Không chỉ thế, Trần Luân cũng nghe ra, đúng là. Còi gọi hương Anh bật thốt. Đây là vật thiết yếu người người cần khi đi săn, dùng để ra lệnh hoặc định vị nhau. Tiếng một dài một ngắn chính là tín hiệu thường dùng để cầu viện khi đi săn trong hoàng gia. Thúc thận Huy đang ngồi trên tảng đá bỗng bật dậy, nhưng tai nghe ngóng, quay đầu cất bước chạy về hướng tiếng còi. Đám người chạy theo y về chỗ thung lũng ban đầu, nửa đường tiếng còi đứt quãng rồi phát mấy lần, rồi lập tức biến mất cuối cùng không còn nghe được mặt thúc thận huy lộ vẻ vẻ lo lắng quyết tâm tăng tốc nhảy vọt qua những vách đá đầy khe rãnh ngang dọc trong thung lưỡng hết đường đi bước như bay bỏ lại bọn trần luân sau lưng chạy về phía dưới vách núi y dừng đoạn thở dốc vài hơi rồi ngừng mặt nhìn đỉnh núi chung quanh một vòng mây mù vẫn quấn quanh không thấy ánh mặt trời y hô to khương thì tiếng hô của y vang lên giữa thung lũng và vách núi ong ong quanh quẩn, chấn động đến lũ chim vừa tránh lửa chạy trốn đến đây lao nhau bay ra từ những tán cây, vỗ cánh bay quanh trên đỉnh cây cổ thụ, sao động một trận. Vương Phi, y lại hô, Khương Hàm Nguyên, lần thứ ba y lấy hơi cao giọng gọi, sau tiếng vang vọng một lát, tựa như bỗng có tiếng còi hưu đáp lại, song rất nhỏ yếu, như không đủ sức, phảng phất khí lực không đủ, rồi im bặt. Đám trần luân lưu hướng cũng đổi tới, nghe được một tiếng này, hai mắt tỏa sáng có thể xác định âm thanh đang ngay trên đầu, phát ra từ chỗ nào chưa biết trên vách núi dựng đứng. Có lẽ Vương Phi ở trên đó, cho người lập tức thả dây thừng, tôi lên xem sao. Lưu hướng lập tức nói. Để ta lên, Lưu tướng quân cứ ở dưới trong chừng. Trần Luân nhỏ tuổi hơn, cũng biết trên người ông còn vết thương cũ năm xưa, chuyện thế này đương nhiên sẽ không để ông đi làm. Liền phát còi, những người đêm qua canh giữ phía trên nghe thấy, dùng còi huyết trả lời, tiếp đó từ từ thảo sợi dây thường dài bệnh từ mới dây mây. Trần Luân đang chuẩn bị, chợt nghe tiếng mấy thủ hạ bên cạnh hô to. Điện hạ không thể. Quay đầu nhìn sang, nhiếp chính vương đã buộc vạt áo, bước lên nắm dây leo, thử chịu lực một chút rồi, hai tay kéo lấy thả người nhảy lên, bóng người lơ lửng bay lên không, hai chân vững vàng dẫm lên vách núi, mượn thừng leo lên. Lúc trước Trần Luân vì ngăn y xuống nước mà ăn một đá cũng đúng là mới gặp lần đầu trong đời giờ thấy y tự trèo lên nào dám nói thêm câu nào đành phải cùng bọn lưu hướng canh giữ chặt chẽ bên dưới ngửa đầu nhìn y trèo càng cao bóng người chui vào giữa đám mây mù dần dần biến mất lưu hướng sau đó dừng lại bên dưới trần luân thì vội vàng lần theo đường trèo xuống chuẩn bị tiếp ứng khương hàm nguyên đúng là đang ở trong một khe trên vách núi dựng đứng khó khăn lắm mới chứa được hai người đứng thẳng trong tích tắc cô quay đầu không chút do so dự nhảy xuống cô đã ôm lòng quyết tuyệt bỗng cô nghĩ đến tình cảnh mẹ mình ngày đó vì sao bà thà rằng ôm mình nhảy xuống vực cũng không chịu sống qua ngày nếu đổi lại là cô cũng tuyệt đối không mong mình trở thành công cụ để kẻ địch dùng để uy hiếp nhục nhã trong lúc rơi xuống nhanh chóng đầu cô va mạnh vào một khối nham thạch suýt ngất ngay tại chỗ nhưng thân thể thì vẫn cảm thấy rõ ràng đau đớn bị núi đá bén nhọn và gai leo sắc bén cào rách khát vọng muốn sống trào dâng cô mau chóng tỉnh lại mẹ đã hết sức bảo vệ cô hết sức ném đi chính là tìm một mong đợi để cô may mắn sống tiếp cô cũng đã đồng ý với bộ hạ ở thanh mộc doanh phải quay về cùng họ đồng y đồng bào cộng sinh cộng tử còn có trong nháy mắt lửa văng chấp giật trong đầu cô chợt hiện lên cảnh đêm hôm ấy trước đình rực rỡ sáng như ban ngày cửa xe chậm rãi mở ra khuôn mặt chàng trai đưa tay về phía cô dìu cô xuống xe ngựa y đại biểu cho đại ngụy cô là gà cho đại ngụy cô tuyệt đối không thể cứ thế chết đi, sẽ khiến cho cuộc thông gia mà cô cam tâm thành toàn biến thành một chuyện oán nghiệt. Kinh nghiệm vô số lần cô thả người nhảy từ thiết kiếm nhai trước kia đã trợ sức cho lần câu sinh này. Cơ thể đang nhanh chóng rơi xuống dọc theo vách núi, cô cố hết sức khống chế nó, cố gắng làm chậm tốc độ, không để nó hoàn toàn văng đi. Cánh tay thăm dò, vung trường, chụp lấy bất cứ gì mình có thể bám vào, ngang qua chỗ lồi trên vách đá, còn có cây cỏ và dây leo trên đó liên tiếp mấy lần thất bại, đến lúc cô cảm thấy mình bỗng lơ lửng muốn rơi thẳng xuống, dục vọng cầu sinh bộc phát một sức mạnh cực lớn làm cô thành công bắt được một khối đá lồi ra, kéo được sợi mây ra. Sợi dây bị cô kéo muốn đứt bất kỳ lúc nào, cũng may thế rơi đã tạm ngừng, cô nhanh chóng vịn lấy, cuối cùng bò lên dán người vào vách đá, dẫm lên chỗ có thể đặt chân, chậm rãi di chuyển, cuối cùng tìm được khe đã có thể giúp mình chú đỡ. Nguy hiểm qua đi, cô mới phát hiện mình bị thương khắp cả người, ngay cả đôi bàn tay dày những vết chai cũng máu thịt be bét. Nhất là chân trái, bị một mảnh đá cắt một vết rất dài, đang chảy máu rất nhiều khiến cô bị mất máu. Cô xé quần áo, tự băng bó, tay run run dữ dội đến góc áo cũng nắm không vững, bị gió lớn trên vách núi dựng đứng cuốn đi. Cuối cùng cô cũng băng bó xong chân bị thương, dùng hết sức ép, chờ đến khi nó từ từ ngừng chảy máu, người đã lâm hẳn vào tình trạng kiệt sức, vốn là đã mấy ngày ăn không bao nhiêu, cộng thêm mất máu quá nhiều, ngượng không nổi. cô vốn chỉ định dựa vào nghỉ một chút để chờ thể lực mau chóng khôi phục. ai dè vừa nhắm mắt lại đã hôn mê hoàn toàn. cũng có thể là từng trải qua đoạn được sói mẹ cho bú, cũng có thể là do ý niệm muốn sống của cô quá mức mãnh liệt. cô như một gốc hồ dương nhỏ ương ngạnh cắm dễ sâu trong lòng đất biên cương, tuyệt đối không thể tùy tiện chết. cô vừa từ từ tỉnh lại, vết thương trên đùi cũng đã cầm, không chảy máu nữa. Cô đoán hiện giờ đã là ngày hôm sau, đám sĩ thư kia, chỉ cần còn nửa phần lý trí, sẽ không có khả năng còn trở lại đây. Cô đang kẹt giữa vách đá, bị thương không nhẹ, tay chân không có lực, muốn tự mình trèo lên hay xuống đều không khác người si nói mộng. Cô lại nhớ đến khuôn mặt người đàn ông tươi cười dắt cô xuống xe ngựa. Đừng chỉ nhìn đêm đó y thẹn quá hóa giận, buông lời lạnh nhạt với mình rồi bỏ mặc mà đi. Chỉ cần biết cô đã nhiều ngày không về, y sẽ không thể nào bỏ mặc. Hiện giờ toàn bộ triều đại ngụy này, người không muốn cô chết nhất hẳn là vị nhiếp chính vương này. Nếu mình chết rồi, lẽ nào không phải y đã mưu tính thất bại, biết ăn nói với cha thế nào? Tất nhiên y sẽ phái người đến đây tìm kiếm. Cô nhớ đến chiếc còi hưu đem theo bên mình, thế là mò mẫm móc ra, dùng hết toàn lực phát tín hiệu xin giúp đỡ. Đây là lần săn cùng Trần Luân Vĩnh Thái công chúa họ kể cho cô biết. Cô vốn định thổi luôn một mạch, sau mấy lần mới phát hiện mình yếu đến mức sức lực phồng quai hàm thổi còi cũng bị mất. Thổi chưa mấy cái cô đã thấy choáng váng, cái cổ như không còn đỡ nổi sức nặng cái đầu, đành bỏ dở tiếp tục nuôi tinh thần. Cô nhắm mắt, hơi ngả đầu tựa vào khe núi, từ từ, một cơn mệt mỏi đánh tới, lại thấy buồn ngủ, trong mông lung, dường như cô nghe một giọng nói vọng vào bên tai. Khương Thị, cô lơ mơ nghĩ, là ai nhỉ? Sau đấy, hình như tiếng đấy lại biến thành vương phi. Vương phi là ai? Khương Hàm Nguyên. Đến khi âm thanh này đập vào tai cô, cô chợt giật mình. Phải rồi, ra là chính mình. Cô cũng hoàn toàn tỉnh táo lại, nhận ra giọng này. Không ai khác, chính là người cô đã lấy, Nhiếp Chính Vương Đại Ngụy, Thúc Thận Huy. Y tự mình đến tìm mình sao? Cho dù Khương Hàm Nguyên biết, vì sao y lại coi trọng mình đến mức bất ngờ đó, song ngay phút này nghe tên mình từ miệng y phát ra giọng hùng hậu vang giữa cốc sâu trong vách núi vang vọng về trận trận cô vẫn tìm lòng không đặng bỗng thấy lòng chua chua suýt nữa thì mắt phát nhiệt cô rất nhanh ổn định lại tinh thần thổi còi hưu lần nữa đáp lại rồi nghiêng tai nghe động tĩnh ngoài vách núi cùng với một tràng tiếng đá vụn bị đạp rơi lạo xạo cô thổi còi hưu lần nữa để nhắp đối phương vị trí của mình cũng gần như cùng tích tắc đó phía trước một bóng người nhoáng qua một người đu dây qua hai chân vững vàng đặt vào khe đá trước mặt cô người tới dừng trước mặt cô là chính y trèo lên cô nhìn y vịn vách tường đá hẹp hai bên nhịn đau dùng hết sức mình đứng lên cố gắng duy trì bộ dáng tỉnh táo dù trong lúc bị ép rơi vào đường cùng cần người giúp đỡ cô vẫn theo thói quen hy vọng mình có thể ở trạng thái tốt nhất đến gặp người cũng như lúc trong quân cô bị thương dù có đau mấy cũng cũng tuyệt đối không lộ ra dáng vẻ đau đớn nửa phần trước mặt bọn Dương Hồ. Cô rốt cuộc đứng thẳng người, nhìn người đàn ông đối diện, dùng giọng hết mực bình thường nói. Đa tạ điện hạ mạo hiểm đón ta, mấy hôm nay chắc chắn các người đã phí sức tìm ta. Là lỗi của ta, sau này ta sẽ cẩn thận gấp bội, nhất định sẽ không gây thêm phiền toái thế này cho điện hạ. Thúc thần huy bám lấy vách đá, ổn định lại người bị gió lớn tạt đong đưa, hai chân đứng chỗ khe hẹp khó khăn lắm mới có thể để y và cô đối mặt, nhìn cô gái đối diện, Vương Phi y cưới. Trên tóc và khuôn mặt cô bị bám một lớp cho bụi cỏ cây, trên môi chẳng thấy chút máu, y phục sách tươm, trên dưới cả người máu nhuộm khắp nơi, chỉ còn lại một cặp mắt đang nhìn y, vẫn thanh tịnh rõ ràng, còn có thể khiến y liên tưởng được mấy phần bộ dáng cô trước đây. Y vừa thoáng thở phào, ai ngờ nghe câu đầu tiên cô hỏi lại là xưng tội với mình, chả hiểu sao, bỗng khiến y thấy có phần bực dọc. Nàng thế nào rồi? Y nên ý buồn bực trong lòng, ngoài mặt hờ hững gật đầu, hỏi. Ta không có gì đáng ngại. Lời còn chưa dứt, bỗng nhiên cô thấy hơi choáng váng, dựa vào vách núi sau lưng một chút. Choáng váng qua đi, dương mắt, thấy y nhích lại gần, dùng dây thừng buộc hông cô. Cô biết đây là định kéo mình lên, bèn đứng im, yên lặng theo động tác của y. Y cột xong, thử đã chắc chắn, bèn cởi áo ngoài quấn trên người nàng rồi một tay dò tới ôm chặt eo cô khương hàm nguyên cảm giác y định ôm mình lên theo bản năng uốn người qua tránh ta thật không sao có dây thừng cột hông là đủ ngầm miệng y quát giọng điệu chẳng hiền tư tẹo nào khương hàm nguyên yên lặng thúc thận huy lại lấy dây cột chặt eo mình cùng với cô một tay quấn chặt dây leo cánh tay khác ôm chặt lấy cô gõ vỏ đao lên vách đá mấy lần nghe tiếng truyền lên người bên trên chờ lấy cùng nhau ra lực, dùng một khúc gỗ tròn chặt xuống tạm thời làm trục xoắn chậm rãi thu dây, trợ giúp y tiếp tục leo lên. Cuối cùng, y đã đưa Khương Hàm Nguyên thuận lợi lên tới đỉnh, hai người cùng được kéo lên. Thể lực y tiêu hao rất lớn, sau khi lên, trong phút chốc không thể đứng dậy, nằm trên đất một lát, đợi hơi thở vững vàng hơn mới nhổ người dậy, triệu người mang một bình nước, đút cô uống mấy hớp, lập tức dùng đao cắt dây cột cả hai người, thấp giọng nói. Nàng mất máu quá nhiều, trời cũng đã sắp tối, tìm chỗ qua đêm trước, xử lý vết thương, nghỉ ngơi một đêm mai mới về. chương 39, đêm kinh chập sao. Sao kinh chập là một trong 24 tiết khí của năm, báo hiệu mùa xuân đang ở vào thời kỳ thịnh đạt nhất và sắp chuyển sang hè. Tham khảo, thuốc thận huy bố trí lại toàn bộ người mang theo chuyến này lần nữa. Lưu hướng dẫn một toán người tiếp tục lục soát xí thư, Trần Luân dẫn một toán người lại chỗ cuối gió chỗ lửa núi vẫn chưa tàn cố gắng cách ly chút, ngăn thế lửa lan ra quá độ. Còn y và mười mấy người còn lại tìm một chỗ đầu gió thích hợp qua đêm, hạ trải. Hôm đó y phái lưu hướng đi cấm nguyền đón người, một đêm trôi qua, người có lẽ chưa tìm được, trong lòng y một báo hiệu không rõ trở nên càng thêm mãnh liệt, thực ngồi không yên, tự mình dẫn người đuổi đến. Lúc ấy dù đi rất gấp, nhưng y lại có sự cảm có lẽ chuyến này khó mà về nhanh, các thứ ra ngoài phải mang như đồ mồi lửa, lương khô, thuốc trị thương và lều, toàn bộ đều có. Bọn họ hạ trải ở một chỗ cạnh vùng nước lưu động sạch sẽ. Trời đã tối hẳn, bọn thù hạ nhanh chóng dựng liều qua đêm. Y ôm Khương Hàm Nguyên vào, sau khi đặt xuống, bước ra, khi quay lại mang theo toàn bộ túi yên và cả chiếc yên ngựa của Y. Y lấy thảm gấm dày đỏ còn cần kim loại tinh xào từ trong túi, trải trên chỗ ngủ đã trải cỏ khô, rồi đặt yên ngựa lên. Xoay người lại ôm lấy cô, nhẹ nhàng đặt ngồi trên thảm. Sắp xếp cẩn thận cho cô xong y lại lôi gói thuốc, mở ra, vừa chỉnh nến sáng hơn, vừa liếc sang cô, thấy cô ngồi trên thảm gấm, vòng eo dưới ánh nến kia, có lẽ đã quen ra ngoài, vẫn ưỡn thẳng đến giật mình, không kìm được nhẹ nhíu mày. Yên ngựa là để nàng dựa vào, nàng cứ dựa vào đi. Khương Hàm Nguyên rũ mi, chậm rãi thả lỏng người ra sau, dựa nhẹ vào. Bên ngoài lúc này đã chuẩn bị xong nước nóng đưa tới. Y cầm miếng vài thấm nước, Khương Hàm Nguyên biết đây là muốn nhanh giúp mình lau sạch da thịt để bôi thuốc trên vết thương, duỗi tay. Để ta tử. Vừa thốt, giọng đã khàn khàn, cực kỳ khó nghe. Thuốc thận huy thản nhiên. Nàng cứ dựa đó là được. Dứt lời ôm chân trái cô duỗi thẳng. Khương Hàm Nguyên chậm rãi thả tay xuống. Da thịt cả người cô bị va quẹt làm bị thương tầm 10 chỗ lớn nhỏ nhìn không ra, trước ngực sau lưng đều thấy máu, máu đen chỗ vết thương đã đông kết, dính chặt y phục trong ngoài, trong đó chân trái bị thương nghiêm trọng nhất, dĩ nhiên phải xử lý trước. Tấm vải cô tự xé để băng bó cầm máu lúc trước đã dán chặt vào người. Y không dám cưỡng ép xé bỏ mà dùng vải thấm nước ấm, từ từ làm mềm. Dù y đã cực kỳ nhẹ tay, song lúc bóc phải khó tránh khỏi động đến vết thương, chảy ra máu mới. Chịu không nổi thì nói, ta chậm hơn chút. Từ đầu đến cuối cô không rên tiếng nào, ngược lại là y, mới bóc một nửa, trên trán đã thấm ra mồ hôi, không nhịn được lên tiếng nhắc nhở. Điện hạ ngài có thể nhanh chút không? Không cần lo cho ta, ta thật sự chịu được. Rốt cuộc cô trầm thấp nói. Y nào dám làm theo, tiếp tục tập trung chậm rãi bóc lớp vải cũ, rốt cuộc cũng lộ toàn bộ. Y thở hắt một hơi, sau đó kiểm tra chỗ vết thương kéo miệng bên chân. Dài tay thước, ngang tấp hơn, lập tức tiến hành xử lý. Rửa sạch vết thương, mang rượu mạnh đến, đang muốn rội lên, dừng tay lại, gấp chiếc khăn ướt kia, ra hiệu cô há miệng. Khương Hàm Nguyên biết ý, yên lặng há miệng, ngậm chặt miếng vải nhét vào. Lúc này y mới tưới rượu lên vết thương. Một trận phòng kịch liệt truyền đến, Khương Hàm Nguyên cắn chặt vải, chán dịn mồ hôi lạnh, song không hề buông một tiếng rên đau. Y liếc cô, lập tức nhanh nhẹn bó thuốc cho cô, dùng vải sạch trong gói thuốc băng bó, rốt cô cũng xong. Y đổi nước sạch, tiếp theo xử lý vết thương còn lại trên người cô đầu tiên là chỗ bầm trên trán va phải tiện thể lau mặt lau đi bụi bặm một đêm rơi xuống mặt cô rồi xuống cổ khựng một chút cuối cùng nhìn xuống một bên vạt áo cô miệng nói ta giúp nàng thay áo giọng vô cùng bình thản như thường trong tích tắc nói ra câu này ánh mắt y không nhìn cô nghe cô trầm thấp lên tiếng đáp bộ dáng nghe theo mới liếc cô một cái người cô nghiêng dựa trên yên ngựa cổ hơi buông thóng mặt trắng bệch hai hàng mi đen nhánh rỗ che, đôi mắt như nửa mở nửa khép. Có lẽ là vết thương mới xử lý kia quá mức đau đớn, mạnh mẽ như cô, giờ đây lộ ra chút thái độ tiểu tụy bất lực. Cũng không biết vì sao, ngay một khắc này, chút buồn bực không hiểu lý do còn lưu trong lòng y, bỗng mất sạch. Y nhẹ nhàng cởi áo cô, liên tiếp trong ngoài mấy lớp sắt xuống khỏi vai, gặp chỗ dính chặt vào vết thương, tựa như vừa rồi, chậm rãi thấm mềm mới cởi, rốt cuộc, y giúp cô cởi toàn bộ lớp áo nhuộm đầy máu đen, lộ một tấm thân trần. Nửa người cô gái này bày ra trước mắt y, dù da thịt vết thương ngang dọc, thậm chí, có mấy chỗ máu tươi còn dì ra từng dòng, nhưng có lẽ vì ánh đèn quá ôn hòa, lại nằm trên một mảnh vài gấm đỏ tinh xảo, người bị thương được phản chiếu có phần thiêu cháy mắt người. Cũng có lẽ, là giờ đây cô mềm mỏng yên tĩnh quá mức, khiến Thúc Thận Huy thêm cảm thấy mấy phần không quen cho dù y vừa thầm nhiều lần nói với chính mình y là chồng cô trước kia không phải chưa từng thân mật với cô huống chi y cũng chỉ muốn thoa thuốc cho cô thôi lúc này cô cởi áo hoàn toàn chẳng khác gì với đám thủ hạ ngoài kia nhưng cuối cùng thật sự mặt đối mặt tay y chợt nhúc nhích rồi dừng lại chắc hẳn trong nội tâm nàng ấy cũng không muốn mình đụng chạm y liền nghĩ tới hai lần trải qua thân mật với nàng ấy trước đây lần thứ nhất cực kỳ không thú vị lần thứ hai cũng cực kỳ không thú vị. Dù sao, đều có chỗ không thú vị riêng. Thậm chí lần gần nhất, còn khiến y không muốn nhớ lại nhiều hơn cả đêm đại hôn. Nhớ tới, y hối hận đến muốn cắt cả ruột. Y điềm nhiên như không rời mắt, chuyển sang gói thuốc đặt bên cạnh, giọng như thường nói. Đợi lát nữa ta bôi thuốc lên lưng nàng giúp, ta ra trước xem cơm canh thế nào rồi, chắc nàng cũng đã đói bụng. Dứt lời đi ra, lặng lặng đứng một lúc lâu trong bóng đêm ngoài lều, Đoán chừng nàng đã bôi xong mấy vết bị thương trước ngực, mới quay lại liều. Quả nhiên, lúc y vào đã thấy cô nằm sấp trên thảm gấm, người nằm sấp trên yên ngựa, tóc dài vén qua cạnh vai, lộ tấm lưng trần, đang lặng lặng chờ y. Y ngang nhiên xông qua, ngồi quỳ chân một bên, tiếp tục xử lý vết thương sau lưng giúp cô. Hiện có lẽ không cần trực tiếp nhìn thẳng vào mắt cô, y khôi phục lại can đảm, vừa sức thuốc giúp, vừa đảo mắt lên tấm lưng trần bên người mặc dù trước đây từng trải cùng cô nhưng nói thật y cũng không có cơ hội nhìn kỹ thân thể cô như thế nào lúc này đánh giá một chút eo cô mảnh hẹp nhưng hoàn toàn khác biệt với kiểu tinh xảo mỏng manh như gió lay của cô gái bình thường vì tập võ lâu dài eo cô tròn mà mảnh tràn trề sức co giãn bối tuyến xinh đẹp như nước chảy giữa lưng có một rãnh sống lưng thật sâu từ giữa vai đi một đường cuối cùng biến mất dưới đống váy áo bên dưới ánh đèn hắt đến Dãnh sâu theo cơ thể nằm sấp của nàng hóa thành một bóng đen hơi cong lên tràn ngập rụ hoặc ngoài ý muốn khiến người này ý muốn vẽ theo nó một đường điện hà có thể nhanh tay ta thật không thấy đau thấy tay y hơi chậm lại cô đang nằm sấp không nhúc nhích như đã thiếp ngủ bỗng lên tiếng nhắc nhở một câu thuốc thận huy run lên chợt hoàn hồn không khỏi ngầm thẹn y làm như không có việc gì ở lên lập tức chuyên tâm tăng tốc lúc giúp cô nhanh chóng thoa thuốc xong ánh mắt y lại dán lên vết thương cũ dài trên lưng cô, nhịn mấy lần, rốt cuộc nhịn không nổi, như thuận miệng hỏi. Vết sẹo trên lưng này, là thế nào? Y hỏi xong, nhìn cô, thấy cô vẫn nằm sấp không nhúc nhích, một lát sau, mới nghe một sợi âm thanh chui ra từ mớ tóc đen thôi. Có lần trong trận chiến vô ý, không đáng nhắc tới. Y nghe giọng cô qua loa, hiển nhiên là không muốn nói, không khỏi hối hận mình nói nhiều, tự dưng ban nãy lại không nhịn nổi mỉm cười nói. Không muốn nói thì thôi, ta cũng chỉ thuận miệng hỏi. Không nhắc lại, băng bó toàn bộ vết thương trên lưng cô kỹ lưỡng cuối cùng khoác lên người cô một bộ y phục sạch sẽ che người. Dìu vai cô giúp ngồi dậy xong, lại đi ra, mang cơm canh đến, nói. Nàng ăn rồi ngủ đi, ta ra ngoài, không quấy nàng. Khương Hàm Nguyên nhìn y cuốn túi thuốc, dậm bước đi ra, trần trừ một lúc, gọi bóng lưng phía trước một câu. Điện hạ. Thuốc thận huy dừng bước, quay lại nhìn, Khương Hàm Nguyên nói. Vết thương trên lưng ngài vừa hỏi là bị trong trận chiến thanh Mộc Nguyên 3 năm trước. Lúc ấy Dương Hổ đi lính chưa lâu, chỉ lo chém giết, lạc đoàn gặp bao vây, ta giải vây giúp cậu ấy, không đề phòng sau lưng, mới ăn một đao. Đã ổn lâu rồi, đa tả điện hà quan tâm. Y dừng tại chỗ, nhìn nàng một lát. Là Dương Hổ có tổ tiên từng là an võ quận công Dương Gia à? Y nhớ Trương Bảo từng báo, ngày hôm sau đại hôn nàng ra ngoài, nhà đầu tiên đi chính là Dương Gia. Khương Hàm Nguyên gật đầu. Đúng vậy, thất lang dũng mãnh hơn người, nhiệt huyết thuần lương. Hiện giờ cậu ấy đã là một tướng tài đắc lực dưới chướng ta. Cô gọi Dương Hồ là thất lang hoàn toàn thuận miệng, hẳn ngày thường cũng thế. Trong tai thúc thần huy cảm giác như hơi bị gai đâm. Y thu mắt, gật đầu. Nàng nghỉ ngơi đi. Nói xong dở bước, lại nghe cô nói. Nếu chỉ có mỗi chỗ liều này, ngày xong việc cứ quay về nhỉ không cần vì tránh ta mà ngủ ngoài trời thúc thần huy đi ra nửa đêm về sáng phía lửa núi gặp may ông trời bắt đầu mưa còn đám người ngủ ngoài trời tuy có lều che thân xong cũng khổ một đêm may trời mưa một trận rồi thu lại giả dích lúc này trần luân cũng quay về thấy y còn chưa nghỉ bèn tìm tới phục mệnh đi mấy dặm về phía cuối gió là một eo núi rộng thiên nhiên ngăn lửa cộng thêm đêm nay có mưa lửa núi hẳn sắp tắt không đến mức lan rộng khắp Thúc thận Huy gật đầu, bảo anh ta đi nghỉ ngơi. Đã là mấy ngày liền chưa chợp mắt cho ngon, lúc này Trần Luân đúng là rất mệt mỏi, đáp lời, đang định lui ra thì bỗng Thúc thận Huy gọi lại. Tử tĩnh. Trần Luân dừng bước. Hôm qua đánh anh, anh đừng trách, là ta không tốt. Thúc thận Huy nhìn anh mỉm cười. Trần Luân khẽ giật mình, rất nhanh kịp phản ứng, lập tức cười nói. Điện hạ đừng thế, Trần Luân sao dám, thần cũng hiểu, là Điện Hạ lo lắng quá mức cho Vương Phi. Anh không trách là được, đi thôi. Trần Luân đi rồi, Thúc Thận Huy đứng bên ngoài một lát, cuối cùng quay lại lều. Vải lều là vải dầu chế tạo để tránh mưa, không thấm nước, bên trong vẫn khô ráo. Có điều đêm dài, người thấy lạnh, lục y bước vào, đèn sắp tàn, mượn ánh sáng yếu ớt, y nhìn thấy cô quấn mền kín mít, người cuộn tròn, giấu mặt trong tối, vải gấm dưới thân đỏ thắm, mái tóc dài tản ra lộn xộn cô nằm nghiêng, chưa nửa chỗ cho y. Thúc thận huy tới gần, cởi áo ngoài, nhẹ nhàng đắp thêm lên người cô. Ngón tay không cẩn thận đụng phải đôi má cô. Trong đầu y liền nổi lên tình cảnh xấu hổ khi muốn vén tóc cô qua gối kết quả làm cô lập tức tỉnh lại. Biết cô ngủ cực kỳ tỉnh táo, lập tức, dừng tay lại. Liếc nàng một chút, biết là mình quá lo. Cô mất máu quá nhiều, hẳn người quá dã rời, lúc này ngủ rất sâu, không phát hiện tẹo nào, không nhúc nhích chìm trong giấc ngủ. Y chậm rãi thu tay lại, rời mắt đến khuôn mặt cô gái đang ngủ, ngắm một lát. Trước mắt bỗng tối đen, ánh đèn đã tàn. Y lại ngồi một lát, từ từ, rồi bản thân cũng nằm xuống, nhắm nghiền cặp mắt. Có lẽ là thiên tính, đương nhiên, cũng có lẽ là do xuất thân cho phép. Y chưa từng trải qua nỗi khổ không chiếm được, cho nên từ nhỏ đến lớn, y luôn luôn vô dục vô cầu. Y có thể hưởng thụ vinh hoa phú quý xa xỉ nhất đời, cũng có thể áo vải kiếm sắt, ngủ ngoài trời hoang dã. Ngoại trừ nguyện vọng y từng muốn, y chưa hề chấp nhất muốn có được thứ gì, dù là người, đồ vật, hay dục niệm nào đó, mong mỏi thỏa mãn. Ngoại trừ đêm đó ở tiên tuyền cung. Sau cái đêm đó, y từng tròn tỉnh trong đêm mấy lần, cuối cùng, y ra một kết luận, đó chính là buổi tối hôm đó, y say thật. Là say kinh khủng luôn, mới nảy nòi ra mấy ý niệm không nên có kia với nàng, nói ra mấy lời ngốc nghếch như là không có say, rồi lại còn làm mấy chuyện khờ dại ấy. Cuối cùng, không những không thể chinh phục hay là chứng minh thứ gì, ngược lại còn thêm tự dước lấy nhục, đương nhiên, đêm đó ngoại trừ y say rượu, tất nhiên cũng không tránh khỏi liên quan đến chuyện công chúa A Tỷ cổ y với phò mã đêm trước đó nữa. Nếu không có bọn họ làm chuyện ấy trước, chọc y nửa đêm không thể ngủ nổi, có lẽ y cũng trả lâm vào tình trạng nghĩ đến chuyện cầu hoan. Sau đêm hôm đó, y ngấm ngầm thề, về sau tuyệt đối không say rượu nữa. Cho đến đêm nay, y càng rõ ràng cảm giác được một loại nghĩ mà sợ. Ban ngày xuống tung lũng, tìm không được cô, y từng một lần nghĩ là cô không còn, lúc y lội từ trong nước lên, vốn kiệt sức, cảm thấy chỉ thở thôi cũng trở nên rất khó. Mãi đến khi y nghe được tiếng còi hưu, y mới như sống lại. Thật sự, bộ nhỡ nàng xảy ra sơ suất, y ăn nói với Khương Tổ vọng thế nào. May mắn vô cùng, may mắn thay nàng không gặp chuyện lớn, giờ đang yên giấc bên cạnh y. Mục đích y mưu đồ lấy nàng, không phải là vì thu hoạch sự trung thành tuyệt đối ư. Cô gái thế này, vì để không rơi vào trong tay người địch, thả người nhảy xuống vách núi, nếu nàng và người cha đại tướng quân cũng còn không thể khiến y tín nhiệm, thế thì trong triều đại ngụy này, còn ai y có thể tín nhiệm nữa. Tiếng mưa nhỏ xíu rào rạt trên đầu, trong bóng đêm, y lặng lặng lắng nghe hơi thở rất nhỏ của cô gái bên tai. Bỗng, xa xa chân trời truyền đến một cơn sấm rền. Có lẽ là sấm báo tiết kinh chập năm nay đã đến. Y cảm thấy người cô khẽ động, lập tức thản nhiên xông qua, đưa cánh tay, nhẹ nhàng ôm lấy người cô. Cảm thấy cô ngủ ngon lành lại, cũng không buông ra. Người mất máu quá nhiều dễ rét lạnh. Y dùng thân thì mình ủ thêm cho cô chút ấm. Trong đêm kinh chập này, trước phút Y rốt cuộc cũng mơ màng chìm vào giấc ngủ, trong lòng Y, một lần nữa nghiêm trình tự khuyên ngủ mình lần sau tuyệt không được say rượu nữa. Say rượu sẽ hỏng đại sự. Khương Hà Nguyên ngủ rất sâu, không hề chợt tỉnh lần nào, cũng không nằm mơ, chỉ thấy ấm áp dễ chịu rất là thoải mái. Đến khi tỉnh ngủ, cô mở to mắt, có một chốc mờ mịt trong giây lát, cảm giác không biết mình đang ở đâu. Rất nhanh, cô hoàn toàn tỉnh táo, trên người đau nhức kéo cô nhớ lại toàn bộ. Cô quay đầu, bên cạnh không có ai, bên tai cũng yên tĩnh. Không biết đã giờ nào, Xong nhìn tia sáng trong lều mà đoán, hẳn đã sang hôm sau, đã rất muộn. Cô cố sức gượng người ngồi dậy, cúi đầu thấy y phục của y còn đắp trên người mình. Ngồi một lát, đang định đứng dậy ra ngoài xem, bỗng có người vén rèm, lặng lẽ thăm dò bước vào. "Vương phi ngài đã tỉnh." Trương Bảo và cô bốn mắt nhìn nhau, mặt lộ ra vui mừng, người đầu lại thoát cái biến mất, sau đó, nghe cậu hô. "Già Trang, Vương phi tỉnh rồi." Rất nhanh theo tiếng bước chân, Khương Hàm Nguyên thấy Trang Thị dẫn hai thị nữ vào, thấy cô ngồi dậy, lập tức xông tới đưa tay đỡ lấy cô. Vương Phi ngài chớ tự cử động, tôi tới hầu hạ. Bà vừa cười vừa nói. mươi 40, khúc mắc đã giải. Cũng lúc này, Khương Hàm Nguyên mới biết, hiện giờ không phải là hôm sau như cô tưởng. Một giấc này, cô đã ngủ trọn hai ngày, giờ đã là ngày kia. Trang Thị bảo thị nữ dìu cô ngồi dựa vững, vừa cẩn thận thay y phục cho cô, tránh đụng chạm vết thương của cô, vừa cười giải thích. Lúc Điện Hà về cấm huyền, đã căn dặn già đem theo mấy người, cả thái y cũng theo sau, chuẩn bị khi cần. Già dẫn người chờ cạnh cấm huyền, hôm qua chạy tới đây. Vương Phi ngủ rất say, mãi chưa tỉnh, Điện Hà vốn có phần lo lắng, may mà Vương Phi không sốt, thái y nói, đúng là Vương Phi quá mệt mà ra, Điện Hà mới không dám ép ngài tỉnh lại. Hai hôm nay ngài ấy luôn ở đây, không rời một tấc tự mình trông coi, chờ Vương Phi ngủ đủ tự tỉnh lại. Khương Hàm Nguyên cực kỳ kinh ngạc, không ngờ mình ngủ lâu vậy. Thảo nào lúc mới tỉnh, trong đầu có một khoảng trống không mờ mịt ngắn ngủi. Nghĩ đến vì mình mà bắt nhiều người chờ lại hai ngày, phản ứng đầu tiên của cô là cực kỳ băn khoăn, vô thức đứng phát dậy, chẳng những chân nhũn như bông, còn động đến tổn thương, bị đau, người lảo đảo, thị nữ vội vàng dìu cô. Lúc này cửa liều sáng lên, có người bước vào, cô ngước mắt là thúc thận huy y bước nhanh tới duỗi hai tay vững vàng đỡ nàng quan sát trên dưới một chút vương phi tỉnh rồi à nàng cảm thấy thế nào chớ động loạn ngồi lại đi thị nữ thấy y tới tự buông tay mình khương hàm nguyên được y vịn đỡ từ từ ngồi xuống ngẩng lên đối mặt với ánh mắt y thấy y nhìn mình với vẻ lo lắng cô lấy lại bình tĩnh nói không ngờ ta đã ngủ lâu vậy làm mọi người đợi lâu ta rất khỏe rồi, có thể đi. Cô đang nói, thình lình thấy y khom người, đưa một tay, tìm thẳng tới mặt mình, rồi, một bàn tay mềm ấm nhẹ nhàng đặt lên chán cô, ngừng đoạn. Hơi thở Khương Hàm Nguyên vì đó khượng lại, lời im bặt. Thăm xong nhiệt độ người cô, y thu tay lộ vẻ rất hài lòng, lại như có phần ngạc nhiên, ngắm nghía mặt cô, mỉm cười gật đầu. Không vội, cứ từ từ, trùng hợp mấy hôm trước đã ngủ không ngon giấc, nhờ hồng phúc của nàng, để họ có thể nghỉ ngơi lấy sức một ngày là chuyện tốt. Nói xong mùi dậy, xoay qua trang thị. Vương phi hẳn đã đói, ra cho nàng ăn chút gì, sắc thêm chung trà nóng, cho thêm ít sữa và chút muối trong trà. Nàng ngủ lâu vậy mới tỉnh, hiện thời chớ ăn quá nhiều, ăn nhiều bữa từng chút một, để vương phi từ từ khôi phục tinh thần. Trang thị nói đã nhớ, y liền ra ngoài. Khương Hàm Nguyên thay đồ rửa mặt chải đầu xong, uống trà y vừa bảo xong một thái y vào giúp cô thay thuốc vết thương nơi chân. Sửa soạn xong toàn bộ, Trương Bảo dẫn hai thị vệ khinh kiệu đến, nâng cô ngồi vững, khiêng ra. Vùng gần ngọn núi bị cháy đã tắt, trong không khí còn nghe được rất nhạt chút ít khói lửa còn sót lại, nhưng thời tiết bên ngoài đã sáng sủa, nóng vẩy xuống, gió nhẹ phớt qua mặt, tiếng chim hót líu lo bên tai không dứt. Khương Hàm Nguyên chỉ thấy đầy sức sống, giờ nhớ lại việc mấy hôm rồi từng trải qua, thấy dường như đã qua mấy đời sắp nhổ trại lên đường khương hàm nguyên thấy trần luân bận bịu sai người thu dọn xung quanh rất nhanh bước đến mỉm cười cung kính chào cô một tiếng vương phi khương hàm nguyên bảo anh cứ đi làm việc tình cờ đưa mắt nhìn quanh thì thấy thúc thận huy y đang đứng ở một chỗ ít người nói chuyện cùng lưu hướng cô bèn thu ánh mắt yên lặng chờ xuất phát lưu hướng dẫn người tìm khắp đáy thung lũng rồi dọc theo mạch nước ngầm đi tiếp mấy chục dặm mãi đến khi dòng nước hoàn toàn ẩn vào dưới lòng đất mãi vẫn chẳng thu được tung tích của sĩ thư cũng chẳng hề phát hiện bất cứ manh mối gì có giá trị mới người là mất từ trong tay mình ông dẫn theo đàn chó phân việc cho thủ hạ bên dưới còn bản thân gần như ngày tiếp nối đêm không ngủ không nghỉ không hề từ bỏ lục soát hôm nay nhận được lệnh của nhiếp chính vương chạy về thúc thận huy hỏi tình hình mấy câu đào mắt từ ngọn núi vừa tắt lửa truyền qua dòng nước vì trời mưa đêm hôm trước mà dâng lên nói thu đội đi nơi đây quá rộng địa thế lại khó lường, rừng sâu núi thẳm, khe rãnh vô vàn, các người lực lượng có hạn, có lục soát tiếp có lẽ cũng chẳng có kết quả. Xin điện hạ cho ti trước điều thêm người từ trong kinh đến. Lưu hướng khẩn cầu, thúc thận huy trầm ngâm một lát. Y có chết thì đã chết, nếu còn chưa chết, lấy ứng biến của người này, chờ người đến hẳn cũng chẳng còn ở trong núi. Thôi, chi bằng lập các trạm trên đường đi phương Bắc, xem phải chăng có thu hoạch gì không. Lưu hướng đành nhận lệnh. Thuốc thận huy giải quyết xong bên này, xoay mặt nhìn qua hướng lều một cái, quay lại, bước đến trước mặt Khương Hàm Nguyên. Già Trang đang cầm một tấm đắp bằng lông cừu đến, y nhận lấy, tự tay đắp lên đùi cô, cẩn thận dém các góc, cuối cùng dặn dò người nâng kiểu. "Đi thôi, đi chậm chút, cẩn thận ngá Vương phi." Thật ra theo Khương Hàm Nguyên, mấy vết thương ngoài da này, ăn no ngủ kỹ hai hôm, rồi lại ăn, tự biết thể lực đã tốt, cô có thể chịu đựng cưỡi ngựa được chỉ cần không quá nhanh vậy về có thể nhanh chút nhưng y cứ làm trịnh trọng ra cô cũng chẳng biết có thật là do xưa giờ y làm việc cẩn thận tỉ mỉ chu toàn hay là cố sức muốn đền bù an ủi cô đối xử cô tốt đẹp cũng có thể là làm cho người ta xem nghĩ rằng tự mình đòi cưỡi ngựa y cũng sẽ không chịu ngẫm nghĩ thôi chẳng muốn nói nhiều với y kệ theo y sắp xếp cứ thế toán người lên đường quay về ngày đầu tiên đi chưa tới hai ba mươi dặm đường đêm đó hạ trải, Y ngủ cảnh Khương Hàm Nguyên, cùng cô chung gối chung mền, yên ổn đến hừng đông. Ngày kế tiếp, hơi nhanh, nhưng cũng chỉ ba bốn mươi dặm, đến cả tiêu chuẩn hành quân thấp nhất của đại đội ngày đi năm mươi dặm còn không đạt được. Khương Hàm Nguyên không phải được khiêng, thì là nằm, lúc nào chung quanh cũng có tận mấy đôi mắt lom lom giòm, hở tí là có người định đến đỡ. Cái gọi là cơm đến há miệng áo đến thì đưa tay, Khương Hàm Nguyên chân chính cảm nhận được. Cô thật chịu hết nổi, muốn tự mình, già trang và thị nữ lại bảo là điện hạ dặn dò. May mà cùng ngày, một đội người ngựa từ phía ly cung nhận được tin chạy tới, ngược chiều gặp nhau, có đưa một chiếc xe ngựa đến. Khương Hàm Nguyên đổi sang xe ngựa được trải đủ 7-8 lớp giày trong xe, lúc này tốc độ mới nhanh chút, mấy ngày sau, vào ban đêm đã về lại tiên tuyển cung. Xe ngựa chạy đến trước thềm cửa cung, dừng lại không vào. Khương Hàm Nguyên đưa tay tự vịn vách xe, còn chưa kịp đứng dậy, cửa xe đã bị mở ra, y xuất hiện trước mắt, đưa tay dìu cô, ôm chặt bàn tay còn băng bó kia nhẹ nhàng dắt xuống, lập tức, giữa vạn ánh mắt đang chăm chú nhìn, đủ các kiểu hoặc kinh ngạc hoặc ngạc nhiên hoặc hâm mộ, nhiếp chính vương thuận thế ôm cả người vương phi xuống xe ngựa, ôm vào, theo sau là trương bảo và một đám đông người chờ phía sau, rốt cuộc đã đến thẳng tầm điện mấy hôm trước vương phi ở. Qua một hồi bận rộn thu xếp, trong phòng cuối cùng chỉ còn lại hai người. Khương Hàm Nguyên ngồi dựa vào giường, y tự tay lại khều hương đang huân trong lò, thử độ đậm nhạt của hương, hương uất kim hương giúp ngủ ngon từ từ tỏa ra từ miệng lò chạm khắc, lượn lờ, ghé thăm từng xó xỉnh trong tầm điện. Mấy ngày rồi đi đường hẳn nàng không mấy được nghỉ ngơi, tối nay nghỉ ngơi thật tốt, ngày mai liền về vương phủ, được không? Y vừa nói vừa đi tới, tự mình ngồi xuống, đưa tay, định tháo giày giúp cô. Khương Hàm Nguyên rụt chân lại tránh khỏi tay y. Mai về vốn cũng là ý ta, theo điện hạ sắp xếp là được. Chuyện đã ngoài y muốn thế này, đừng nói y không dám thả cô một mình ở đây, chính cô cũng không có mặt to cỡ đó. Tất cả cứ theo lời y là được, tính lại, kỳ hạn ba tháng, tháng đầu cũng vừa sắp hết. Giờ không có ai, điện hạ không cần phải vậy. Cô hơi chần chừ, cuối cùng vẫn nói ra câu kia. Y ngừng tay, nhướng mày nhìn cô, trong chớp mắt ánh mắt như lóe một tia sắc bén. Nàng đang xem thường ta ư, thời thời khắc khắc làm ra vẻ, giả vờ ngoài mặt. Giọng điệu ẩn hiện vẻ hung hồ dọa người. Khương hàm Nguyên khẽ giật mình, thực sự không nghĩ rằng vì câu nói kia đã làm y cảm thấy bị xúc phạm đến mức ấy, vội nói. Ngài chớ hiểu lầm, ta sao dám xem thường điện hạ, lại càng không dám mạo phạm. Lấy vị trí của điện hạ, mỗi lời nói mỗi cử động, há có thể tùy tâm, càng không phải là để ta dám đánh giá. Y ta vừa rồi, chỉ là... Cô vốn là người kiệm lời vụng miệng, dừng đoạn, trong phút chốc có vẻ không biết nên nói thế nào. Y nhìn cô một lát, bỗng nhoèn miệng cười, tia sắc bén trong mắt biến mất, quay về vẻ ôn hòa, cũng không đứng dậy, chỉ thuận thế ngồi xuống chiếc đôn dùng đặt chân ở cạnh chân cô, lưng dựa vào giường, một chân gập gối, bàn tay vừa định cởi giày giúp cô tùy ý gác hờ, chân kia đổi thẳng thoải mái như đang nghỉ ngơi. Y trầm tĩnh lại, Khương Hàm Nguyên cũng không lên tiếng, cứ thế, cô ngồi trên giường cao, y kề thấp sát chân cô. Khói từ miệng lò hương, yên lặng nhả từng sợi khói nhạt. Lát sau, cô bỗng nghe y nói. Lúc ta còn thiếu niên thường ra ngoài cung dạo chơi, từng ở một gian ký phường quan sát mấy đào kép mang mặt nạ diễn ký xảo phun nuốt lửa mua vui cho khách. Mặt nạ của họ, có cười, có ma quỷ đáng sợ, màu sắc nổi bật, sinh động như thật. Chẳng biết sao, hôm đó một tên kép hát khuôn mặt tươi cười phun lửa mắc sai lầm, đốt phải người đối diện, lửa mau chóng lan kín người kia, sau đó tuy được dập tắt, nhưng cũng đã bị bỏng thay đổi hoàn toàn, vô cùng thê thảm. Hai người đó bình thường có lẽ rất thân thuộc, ta thấy gã gây chuyện nhào tới cạnh đồng đội khóc giống không thôi, nhưng gã lại quên tháo mặt nạ. Khuôn mặt gã vừa tươi cười, lại vừa khóc thảm không ngừng, tình trạng quỷ dị khó mà hình dung. Vốn ta thường đến đó tiêu khiển, từ sau đó ta không quay lại lần nào nữa. Y hơi ngừng mặt, đối mặt ánh mắt Khương Hàm Nguyên đang nhìn xuống, cười một tiếng, trong vui vẻ như mang theo mấy phần tự diễu. Vừa rồi nàng nói cũng phải, mặt giả lâu ngày, người mãi thành thói quen, rất dễ không biết là thật hay là giả. Cũng như gá kép ta gặp thời niên thiếu, khi khóc thảm cũng quên tháo đi mặt cười. Ở trước mặt ta, Điện Hà không cần làm bất kỳ việc gì trái lương tâm cả. Khương Hàm Nguyên rốt cuộc nói ra lời cô Toan nói. Y và nàng nhìn nhau một lát, mới đầu không nói gì, chỉ thu chân, từ dưới đất đứng dậy, duỗi tay đến cô, rồi nói. Có điều, ta đúng là muốn tận thêm mấy phần tâm lực vì nàng. Nàng là tướng quân, tương lai chiến trường thế nào, không phải ta có thể nắm giữ, nhưng bây giờ nàng là vương phi ta cưới về, có bất kỳ bất chắc nào cũng chính là lỗi nặng của ta. Lần này đã để nàng gặp mạo hiểm, là ta vô năng, ta cực kỳ có lỗi với nàng. Rốt cuộc Khương Hàm Nguyên vẫn không tránh đi nữa. Nếu y cảm thấy đối xử với mình vậy có thể khiến y yên tâm thêm mấy phần, vậy thì tùy y y giúp cô tháo giày ôm lấy chân bị thương của cô nhẹ nhàng đặt trên giường đặt cô dựa vào nằm xong lập tức nói nàng nghỉ ngơi thật tốt đi đã ra ngoài nhiều ngày trong chiều còn một số việc dồn lại đã đưa tới đây ta lại thư phòng xử lý chút xong sớm ta sẽ về ngay nếu muộn quá ta sẽ nghỉ bên kia luôn y bước ra mấy ngày qua khương hàm nguyên giường như chân không chạm đất không biết ngày đêm tỉnh ngủ ngủ tỉnh mà thôi đến giờ vẫn tỉnh táo, muốn ngủ cũng chẳng ngủ được. Chợp mắt mở mắt, trong đầu nghĩ đến cảnh y mới tự diễu kia, rồi lại nhớ mấy lời Trương Bảo từng kể trước mặt cô lúc trên đường về nói hôm đó. Nhiếp Chính Vương sợ cô có bất chắc, không thèm để ý Trần Luân khuyên can, khăng khăng tự lội nước tìm cô. Không biết qua bao lâu, có lẽ đêm đã khuya, đến khi cơn buồn ngủ cuối cùng cũng mơ màng tìm đến, bỗng Khương Hàm Nguyên nhớ lại một chuyện mẫu chữ khác cô mang theo đến đây tập viết mấy hôm trước, hình như còn ở trong thư phòng. Nhớ là đêm trước khi ra ngoài du ngoạn, cô viết xong, tiện tay cất trên một chiếc kệ cạnh bàn. Khương Hàm Nguyên tỉnh cả ngủ, hối hận sao lúc ấy không cất đi. Chù trừ một lát, quyết định qua xem thử, nếu y không phát hiện thì tốt nhất, tìm lý do lặng lẽ đem ra. Nếu đã bị y nhìn thấy, thì tính sau. Khương Hàm Nguyên lập tức xuống giường, hai chân chạm đất, thử xem đau không thì thấy không còn đáng ngại khoác áo buộc dây mở cửa đi ra hai nơi không xa chỉ cách một vũ lang mấy bước là đến cửa sổ căn điện thất dùng để chứa sách giờ đây vẫn còn ánh đèn cửa khép hờ biết y còn đang làm việc khương hàm nguyên nhẹ nhàng gõ cửa chốc lát mơ hồ nghe tiếng bên trong đáp lại vào đi cô đẩy cửa điện khép hờ thấy trương bảo vốn đang hầu đêm ngồi trên một chiếc giường ngoại điện người gật gà một góc mẹo đầu chảy rãi, ngủ say như chết, mình đi vào mà cậu ấy chẳng hề mảy may cảm thấy. Cô bước qua trước trương bảo, chậm rãi đi vào, bàn sách bố trí quay mặt về cửa sổ hướng nam, y đưa lưng về phía cô, ngồi dựa bàn đang nâng bút viết gì đó. Ánh nến bạc từ chiếc đèn bàn lớn sáng sủa, bóng lưng y hết sức chăm chú. Khương Hàm Nguyên đưa mắt nhìn kệ sách, thấy quyển chữ mẫu tập viết vẫn ở đó, hẳn y chưa phát hiện, nhẹ thở phào, nói hai hôm trước ngủ nhiều quá, tối nay ta ngủ không được, tới tìm một quyển sách tiêu khiển. Lấy xong đi ngay, không quấy giày điện hạ. Y ngừng bút, quay lại, nhìn qua chân bị thương của cô, nói. Nàng cứ xem đi. Khương Hàm Nguyên đi đến trước kệ, ngó sơ, tùy ý lấy một quyển, lập tức đưa tay, lấy quyển chữ mẫu tập viết, chợt nghe sau lưng vang lên giọng y. Nàng muốn tập viết à? Khương Hàm Nguyên ngừng tay, quay lại nhìn y, thấy y nhìn mình, vẫn cúi đầu cầm bút, đang phê chú trên văn thư gì đấy không rõ. Thầm hiểu, hẳn là y đã xem qua mất rồi. Thôi, thấy thì đã thấy, cũng không sao. Cô dứt khoát thoải mái rút ra, nói. Hôm đấy có mang từ vương phụ đến, rảnh rỗi tập viết theo mẫu, xem như giết thời gian. Ta không quấy giày điện hạ nữa, không còn sớm, điện hạ cũng sớm nghỉ ngơi đi. Cô nói xong toan đi, đã thấy y dùng bút như bay, dường như tăng tốc viết xong chỗ cuối cùng lập tức gác bút nói chờ một lát y thổi thổi mực đóng quyền đứng dậy bước tới chỗ cô đưa tay rút quyển sách cô cầm để che giấu thả lại trên kệ nói về ngủ thôi còn xem sách gì nữa đi thôi ta xong việc rồi cũng về khương hà nguyên biết y đã khám phá được việc mình che giấu không nói không rằng y lại nhìn quyền chữ mẫu và tập viết trên tay kia của cô mỉm cười nói không phải cố ý muốn xem đồ của nàng là lúc lấy đồ vô ý nhìn thấy. Khương Hà Nguyên cũng mỉm cười đáp. Không sao, nếu nàng thật thấy chữ viết này còn có thể miễn cưỡng lọt vào mắt, ta có thể dạy nàng. Y tiếp tục nói. Mới đầu Khương Hà Nguyên không hoàn toàn hiểu ý, dương mắt, bắt gặp đôi mắt nhìn mình thấp thoáng ý cười, bỗng chợt hiểu. Không ngờ, mẫu chữ khắc cô dùng để tập chép lại lại từ tay y mà ra. Lại nhớ đến ban nãy mình giấu giếm đều rơi vào mắt y, Lòng thầm không khỏi tự thấy xấu hổ và ảo não với chính mình. Bia văn này hình như là lúc ta 16 tuổi viết cho một viên quan thần khai quốc. Đã nhiều năm rồi, quên tận bao giờ, nào ngờ lại nhìn thấy. Tự pháp tất cả cũng là thời gian thôi, như ta mấy năm qua bỏ bê tập luyện, trình độ hoang phế, bảo ta viết lại, ta cũng không viết ra được cảm giác năm đó. Giọng điệu y như nói chuyện phiếm. Khương Hàm Nguyên vốn cũng là người lòng giả khoáng đạt, sợi cảm giác ngầm thẹn buồn nản rất nhanh đã bay sạch. Điện hạ một ngày trăm công ngàn việc, không dám chiếm dụng thời gian của điện hạ. Ta từ từ chép mẫu chữ này cũng được rồi, nếu có chỗ không hiểu, ta sẽ đến xin điện hạ thỉnh giáo. Y gật đầu. Cũng được. Khương Hàm Nguyên ngừng đoạn, lại nói. Điện hạ ngươi hôm đó vì tìm ta, còn từng mạo hiểm không để ý khuyên can nhiều lần xuống nước. Ta còn phải cảm tạ ngài, ta cũng muốn cho điện hạ biết, sau này ta chắc chắn sẽ cẩn thận gấp bội, tuyệt đối không dám để điện hạ vì ta mà mạo hiểm thế nữa. Y khẽ giật mình, liếc mắt ra ngoại điện, hơi nhíu mày. Vậy là trương bảo bẩm nàng à, là cậu ta nhiều chuyện. Khương Hàm Nguyên còn chưa mở miệng, trương bảo đang ngủ vật vờ ngoài kia nghe tên mình trong tai, cậu giật cả mình, mở tròn mắt, chùi nước rãi, lộn từ trên giường xuống, bước nhanh vào trong. Điện hạ có chuyện gì à, nô tỳ nghe. Ngừng lên, nhìn thấy khương hàm nguyên cũng ở đấy rụi mắt thấy không nhìn lầm bận biểu trào vương phi khom người hành lễ với cô khương hàm nguyên bỗng thoáng thấy buồn cười lập tức nén xuống thúc thần huy thì vẻ không vui quát nô tài ngốc ngoài lắm mồm chỉ biết ngủ trương bảo tỉnh hẳn dọa sợ đến quỳ thục xuống nô tỳ lắm mồm còn ham ngủ nô tỳ sau này không dám nữa thúc thần huy vứt tên tiểu hầu vịn khương hàm nguyên đi ra quay về tầm điện hai người cùng ngủ lại màn buông ánh sáng lờ mờ khương hàm nguyên nhắm mắt tĩnh tâm chờ ngủ lát sau bỗng nghe người bên gối mở lời vốn định về vương phủ đợi tinh thần nàng tốt hơn rồi ta mới nói khương hàm nguyên mở mắt quay sang nhìn y y nằm ngửa vẫn nhắm mắt tiếp tục nói ta muốn xin lỗi nàng về chuyện đêm hôm đó y cũng mở mắt xoay mặt về phía cô hai người nằm trên gối trong bóng đêm lờ nhờ bốn mắt nhìn nhau Khương Hà Nguyên hiểu lời ám chỉ, tự dưng nhớ lại đêm đó y và mình dây dưa rồi tan trong không vui. Vốn cũng chẳng mong suy nghĩ nhiều, nào ngờ lúc này y lại tự chủ động đề cập, tim nàng thoảng như chợt bị thắt lại, nhịp tim dường như cũng ngừng đôi chút. Điện hạ không cần, cần, y cắt lời, tỉnh rượu rồi ta liền rất hối tiếc, nàng yên tâm, sau này không vậy nữa. Cô ngậm miệng, không nói thêm gì nữa, chỉ nhìn người bên gối. Y đang nhìn mình, vẻ cực kỳ chân thành cô cảm nhận được tâm tình hối hận trong lời y dường như y và nàng không quen nhìn nhau lâu chốc lát liền quay đầu khép mắt tiếp tục nói nàng và lệnh tôn đều là người có thể tin cậy hơn nữa đại tướng quân còn là trụ cột của triều ngụy về điểm này ta tin tưởng vững chắc ta biết hai người và còn cả tướng sĩ dưới trướng đều hy vọng triều đình sớm ngày xuất binh bắc phạt ta cũng đã chuẩn bị nhiều năm vì thế ta hứa nhanh nhất chỉ cần phía nam năm nay thu lương đủ kho xong xuân năm sau là có thể bắt đầu động binh. Ta từng nói ta sẽ đưa nàng về phương Nam gặp mẫu phi của ta. Thật ra ngoài việc nhà, ta cũng muốn mượn cơ hội Nam Tuần, đốc thúc vụ xuân năm nay của mấy quận quan trọng ở phía Nam. Các vùng sản xuất lương thực các nơi ở Giang Bắc, nếu thu chi cân bằng, nuôi sống con người đủ, là xem như một năm được mùa. Vùng đất gạo cá phương Nam xưa nay đều là chỗ dự trữ quân lương chính. Hiện giờ lương thảo chuẩn bị cho trận chiến trong kho vẫn còn chưa đủ số, nên mùa thu hoạch quý này của phương nam cực kỳ quan trọng cho dù là không có chuyện của nàng vốn ta cũng phải sớm năm tuần một chuyến khương hàm nguyên nhìn sườn mặt y nghe y nói ta biết nàng ngày đêm ngóng trông quay về bây giờ đang vào xuân sao ta lại chưa muốn xuôi nam về thành là vì còn có một chuyện y lại mở mắt xoay qua khương hàm nguyên sắp đến sẽ có cuộc thi xuân sáu quân của trường an thực ra cũng không gì ta có mặt hay không cũng không sao song cuộc thi xuân năm nay sẽ có thủ lĩnh tám bộ liên minh đại hách tự mình đến đây chiều cống yết kiến bọn hắn đã ở trên đường ít ngày nữa vào kinh thành ta tối nay đang nhìn văn thư chính là ven đường châu quận đưa tới công báo còn có lễ bộ mô phỏng tiếp đái sự việc cần giải quyết đại hách tây giác bắc địch nam giáp đại ngụy ta liên minh tám bộ thực lực không yếu hiện giờ ông ta cùng bắc địch trở mặt cố ý kết minh với đại ngụy ta nếu có thể thành thì tương lai đối với cuộc chiến bắc phạt chúng ta chớ nói giúp sức, ít nhất cũng đã giảm bớt đi nỗi lo về sau. Vương Phi, lần này về rồi, nàng cứ yên tâm nghỉ vài hôm, xong việc này ta lập tức đưa nàng xuôi nam, đợi mẫu Phi gặp nàng rồi, ta tiếp tục tuần duyệt, nàng quay về nhạn môn, nhé. Khương Hàm Nguyên và Y nhìn nhau một lát, từ trên gối chậm rãi ngồi dậy, ngồi quỳ chân trên giường, trịnh trọng thi lễ với nam tử trước mặt. Ta hiểu, ta thay cha và tướng sĩ, cảm ơn điện hạ nhiều năm khổ tâm lo tính. Điện hạ ngài cứ đi đi, bất kể là bao lâu, ta đều sẽ chờ ngài. Y không đứng dậy, vẫn nằm đó, chỉ duỗi một tay tới, nhẹ kéo cô về bên gối. Nàng không trách ta cản chuyện về bắc của nàng là tốt rồi. Hai ta vốn là vợ chồng, nào lại khách khí thế, còn hành lễ với ta trên giường nữa. Nếu để người ngoài biết được, há không cười rớt cả răng. Y nói, tâm tình xem ra không tệ, thậm chí giọng điệu còn có mấy phần ý trêu ghẹo. Nói thật, ngày phút này tâm tình nhiếp chính vương đúng là không tệ. Rốt cuộc cũng đã nói với cô những lời ấp ủ trong bụng từ đêm đó, y cảm thấy như mình đã hoàn toàn bước ra khỏi bóng đêm đêm hôm đó. Y cũng vừa cùng Vương Phi mới cưới đạt được tin tưởng lẫn nhau. Hiệu quả thông ra, thật tốt lạ thường, hơn xa y từng kỳ vọng. Đương nhiên, ngoại trừ phía y chân thành, bản thân cô con gái Khương Gia rất hiểu rõ đại cuộc, cũng liên quan ít nhiều. Khúc mắc đã giải. Về sau, y không cần hao tổn nhiều tâm trí suy nghĩ phải làm thế nào để quan hệ giữa y với Vương Phi tốt lên. Y chỉ cần cùng cô tương kính như tân, như lúc này vậy, hài hòa chung sống, chờ đến ngày bắc phạt. Nửa đêm, trách ta lại phá nàng nghỉ ngơi, nàng ngủ sớm đi. Y quan tâm dám góc chăn cho Vương Phi. Khương Hàm Nguyên cười cười với nam tử này, từ từ, nhắm mắt lại. Một đêm này không nói nữa. Ngày hôm sau, Khương Hàm Nguyên dậy từ sáng sớm, theo thúc thần huy về trường an phần này đến đây là hết mời các bạn theo dõi tiếp các video khác trên kênh nếu các bạn yêu thích kênh hãy nhấn theo dõi nhé cảm ơn các bạn